phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Thai Giá. Dạ, con kính tri ân đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Dạ, hôm nay con chưa thấy ngài Tề Siêu vào đạo tràng, và con thấy ngài Hòa thượng Giác Đẳng. Dạ, bây giờ con đã thấy ngài Hòa thượng Giác Đẳng trở lại đạo tràng rồi. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Hòa thượng Giác Đẳng từ bi có lời mở đầu bài học ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục bài học về đạo đế hay là bát chánh đạo với chi phần số 5, đó là chánh mạng, là sự nuôi mạng chân chánh. Phần này là một phần mà đôi khi người tu Phật không có để ý. Chúng ta nghĩ rằng trong giờ phút mình ngồi xuống ngồi thiền thì nó không liên quan gì đến cái tiền bạc mà mình có hay là cách mà mình sống cuộc đời này. Nhưng mà kỳ thật, giữa một cái rất là tổng quát, đó lại có liên hệ mật thiết tới cái gì rất là sâu xa chi tiết. Bây giờ mời quý Phật tử lắng nghe bài học, chúng tôi sẽ trở lại nhanh chóng với bài giảng ngày hôm nay. Và sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Hòa thượng Giác Đẳng đã có lời dẫn mở đầu bài học. Và con tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Con xin phép được đọc phần chánh mạch chánh văn. Bài học hôm nay phần 2 Phật pháp, bài 31 đạo đế chánh mạng. Chánh mạng là mưu sinh bằng cách chân chánh. Nuôi mạng vốn là một trong những nền tảng quan trọng của kiếp người. Khác hơn các loài sinh loại khác, loài người đa số có nhiều lựa chọn trong sinh kế. Bản năng tự tồn tất nhiên là điều không thể không có. Nhưng chọn phương thức nuôi thân hay nuôi gia đình mà không gây hại cho chúng sanh khác hoặc tạo những ác nghiệp là điều mà bất cứ người tu tập nào cũng cần phải quyết tâm thực hành. A. Chánh mạng không chỉ là quan niệm, luân lý trong đời sống hàng ngày mà còn là một thuộc tánh của tâm, Cetasika, một chi đạo trong bát chi đạo. Đây là những khía cạnh quan trọng mà một người học Phật nghiêm túc không thể không quan tâm. B. Sự nuôi mạng chân chánh được đề cập trong kinh có sự khác biệt lớn giữa chánh mạng của người xuất gia và người tại gia. Không thể lấy tiêu chuẩn của tu sĩ áp dụng cho cư sĩ hay ngược lại. C. Với người cư sĩ thì sinh kế chân chánh nên được hiểu rộng rãi thay vì chỉ có buôn bán. Năm thứ buôn bán nên tránh là buôn bán người, buôn bán thú, buôn bán độc phẩm, buôn bán khí giới, buôn bán rượu. Từ những cách sinh nhai này có thể hiểu rộng ra là những gì gây phương hại, đau khổ cho chúng sanh đều nên tránh. D.
Đối với người xuất gia thì chánh mạng rất khác biệt với người cư sĩ. Có nhiều cách nuôi mạng hoàn toàn hợp đạo với người cư sĩ, nhưng lại là tà mạng với người xuất gia. Nhưng chuyên sống bằng nghề làm thuốc, coi bói, làm công, vân vân. Trong kinh ghi lại có trường hợp người đi lính hoặc uyển viên tin rằng nghề nghiệp của mình phục vụ cho người khác nên sẽ được sanh thiên giới sau khi chết. Niềm tin sai lầm đó sẽ dẫn người ấy vào khổ đau. F. Nghề nghiệp mưu sinh ảnh hưởng sâu sắc tới nội tâm. Người tu tập cần tìm một phương cách sinh tồn mà không tạo nên những thói quen hay cách sống khiến tâm trí bị ảnh hưởng xấu. Không thể tu tập tiến bộ nếu sinh kế không hiền thiện. Bài còn tiếp. Bài này do Ngài Hòa Thượng Giác Đảng dịch diệt. Chư Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Trước khi đạo tràng chúng ta được Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Thọ đức Phật viên thành chánh giác, ngâm đạo màu diệu pháp cao thâm. Phận văn chưa truyền pháp luân, phạm thiên hậu Phật tâm cầu sinh. Bà Thế Tôn muôn nghìn ấn đức, pháp vô biên mạng tục khai hoa. Mong Ngài truyền pháp đăng tòa, chúng sanh ít bụi mai mà đủ duyên. Như hoa sen đẹp xinh mùa hạ, đó vườn cao đó là mặt hồ. Đó còn tận đáy bụng nhớ, chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau. Vì bi mặn ngưỡng cầu tế độ, ngự thuyền từ cứu khổ quận mê. Chúc duyên chúc phước bồ đề, chúc nhân chúc quả quay về thiện tâm. Hàm thiên vẫn vi trần phủ phục, mà lời thiệt tha bị đức sáng ngời. Phạm vương im lặng nhận lời, về vườn lộc giả vì đời chuyển luân. Thuyết trung đạo kiều trần đại ngộ, liệu niết bàn vô cổ. Vô vô sanh thời gian tam bảo tụ thành. Tỳ kheo năm vị đạo hành viên dung. Rồi từ đó Phật dùng trọng pháp thống dòng đêm thâu tịnh giấc mộng trường. Dạy dầu nắng gió tuyết sương, hoàng khai giao hoa mở đường độ sinh. Bởi cơ tính sự tình ngày trước, đại phạm thiên mãi được tán dương. Kinh thành dẫn cung hoa hương, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đường tự bi. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bổn về nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, vì nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài hòa thượng Giác Đẳng Từ Bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước qua chi phần thứ 5 của Bát Chánh Đạo, ở trong phần nói về đạo đế. Điều này có thể nói rằng riêng chi phần số 5 này thường được người Phật tử quan niệm rất ư là khác biệt so với những chi phần khác. Nói đến chánh niệm, chánh định và vật thì chúng ta thường nghĩ đến lý gì tương đối là cá nhân sâu kín thuộc nội giới. Ngược lại thì nói đến đôi bàn chân chánh thì chúng ta ít bao giờ nghĩ rằng điều đó khó liên hệ mật thiết với những gì mà chúng ta gọi là tu tập trực tiếp nội giới, mà có tất cả là đạo đức luân lý ở bên ngoài. Ví dụ như nghĩ đến mưu sinh, nghĩ đến cách nuôi bạn thì mình nghĩ đến chuyện là đi tìm công ăn việc làm, tìm kiếm tiền bạc hay là thực phẩm để đủ nhật. Và việc thu tập là việc mà mình sống đối áp trong tự thân của mình. Nếu chúng ta nhìn lại điểm này trong Phật Pháp thì sẽ rất là ngạc nhiên là quan niệm đó hoàn toàn không đúng với lời Phật dạy đâu. Nuôi mạng hay là mưu sinh là một trong những gì rất là sâu kín mật thiết liên đới chặt chẽ đến đời sống tinh thần của mình. Nói một cách khác thì không có ai nuôi mạng bằng cách tà bạn mà người đó có một đời sống tinh thần đủ tốt để mình tu tập giới định tuệ, đủ tốt để mà mình ngồi thiền thì để mình thở tiến bộ. Đó là một điều tự nhiên như vậy. Thứ nhất là chúng ta nói về bản năng sinh tồn. Bản năng sinh tồn tức là chúng ta trong đời sống tu tập bằng nhiều cách khác nhau để tìm ra một cách để duy trì đời sống của mình. Đặc biệt là trong thế giới hôm nay thì nói đến một cái nghề, nói đến một cái phương cách để mà tạo ra tiền, nó một cách cực điểm mưu sinh, thì thứ bị nó trở thành một cái ưu tiên hàng đầu của cuộc sống. Và khi nói ưu tiên hàng đầu thì đôi khi chúng ta chấp nhận điều đó bằng mọi giá. Năm 1980 khi chúng tôi mới sang Mỹ, bây giờ có một người ở California, chúng tôi lâu ngày không nhớ tên, tên là Bắc Nam, bắt sang California để sống và bắt đi làm việc trong một cái xăng phụ lương người ta thôi, chứ không phải là người lính phụ lương nữa. Đồng lương thì thấp mà đời sống thì không có dấu hiệu gì để cải thiện hết. Mình đi làm vừa là ăn lương không nhật, mỗi ngày người ta trả tiền tiền bao nhiêu đó thì sống bấy nhiêu. Cho đến một ngày do lý do bác liên lạc được với vài người bạn, và trong vài người bạn đó họ lại kết nối với bác, gặp một người bạn cũng tương đối thân ở Việt Nam trước kia, từng sống ở trong quân đội, từng ở trong trại cải tạo, và người đó đã đi vượt biên trước bác khoảng 2 năm và cũng đang định cư ở Mỹ. Hai người bác liên lạc với nhau thì rất là mừng. Bác kể lại là thời đó
lúc trước tôi mới qua Mỹ, điện thoại mà gọi đó, đi gọi trong vùng nhỏ là miễn phí, nhưng mà gọi ra khỏi thành phố nó lại tốn tiền. Gọi từ tiểu bang này và tiểu bang khác là tốn tiền không nói được nhiều, và ai cũng nghèo này. Do vậy chương trình gửi là một cái phương pháp liên lạc thường nhật. Bác nói rằng cứ một hai tuần bác nhận được một thư bên kia và bác trả lời. Và cuối cùng do cái tình bạn cũ, bác đã rời California đi sang Texas ở trong một tháng. Và khi bác trở về thì bác đến chùa Pháp Vân Tổng Bộ Thịnh Tinh Đức, và chúng tôi cũng có mặt, tại vì mỗi lần chùa hay nói chuyện với bác. Bác mới nói rằng bác đi qua Texas và về một cái vùng duyên hải Texas để thăm người bạn. Người bạn cố kỳ. Và người bạn này có một cái việc làm rất là nhiều việc hiện đại. Và chứ từ là bác lúc có năm 17 tuổi, và vì lúc khoảng chừng chưa tới 40 tuổi đó. Tại vì sau này bác tới tuổi chúng tôi, bác đến chúng tôi bỏ vào anh. Nhưng mà cái người bạn của bác năm đó lại làm cái nghề gọi là nghề đánh cá. Và mỗi lần mà ra khơi đi về thì đi về khoảng trong một tuần lễ thôi, ra biển tuần lễ thôi, thì cái lương bằng một người đi làm trung bình một tháng, tháng được, tức là nếu qua cái đi làm thì rất nhiều tiền. Và người bạn đó rất muốn bác qua bên Texas để về cùng sống, cùng đi tàu đánh cá như vậy, trở thành một ngư dân thực thụ. Thì bác năm ấy lúc bây giờ cũng tương đối nghèo và cũng rất là muốn theo cuộc đời. Bác về thì bác suy nghĩ nhiều. Bác có nói với Hòa Thượng Tịnh Đức là chúng tôi rằng ông bà có nói là hai cái nghề gọi là phá sơn lâm năm Hà Ba này, thì nó khó mà thể khá được. Nên chi mặc dù tiền lương nhiều nhưng mà không biết là có nên làm hay không, và làm cái nghề đó chắc chắn là sát sạch. Và rằng mình là Phật tử đi tới người không làm. Thưa vì chúng tôi ở cái thời gian đó thì chúng tôi mới qua Mỹ, mới có 17, 18 tuổi. Và thật ra thì chúng tôi không có năng lượng ở ngoài đời để tìm công việc làm. Nhưng mà khi thấy bác Năm nó đi Texas về và nói về trường học là người bạn thân có cái tàu đánh cá và đi ra khơi thì mỗi lần về kiếm được nhiều tiền. Mà bác từ chối không làm bởi vì nghĩ liên quan sát sanh thì chúng tôi kính phục được. Chúng tôi nghĩ rằng mình qua đây thì ai cũng bằng cách này khác cũng nhiều tiền, thậm chí chúng tôi gặp rất nhiều người làm nghề đánh cá, có tàu đánh tôm đánh cá. Còn những người đó mỗi lần đi về thì thấy cũng như chùa, tại vì họ tin rằng cúng vô chùa như vậy đỡ đi cái tội sát sanh. Nhưng mà phải nói một điều là trường hợp bắt đầu là một cái ví dụ về một sự lựa chọn. Theo trường hợp pháp thì cả cái thế giới nhân thiên này chỉ có loài người là có nhiều nghề nghiệp. Loài vật như là con cọp, con ếch, con nhái, con trâu, con bò, nó sinh ra nó chỉ có một cái thức ăn. Cọp có thể ăn thịt sống, trâu bò thì ăn cỏ, mà nó không tìm cách được thức ăn gì khác hơn. Và nó cũng không có một cách để trồng cỏ cho nó ăn, mà nó phải đi vào tìm những cái đồng cỏ để ăn cỏ. Còn beo phải đi săn mồi ở trong rừng, ví dụ như vậy. Trong lúc đó thì con người thì bị mưu sinh rất là đa dạng. Và là con người, một cái cảnh giới mà chúng ta thể tu tập được, thì chúng ta luôn luôn là có nhiều sự lựa chọn. Dĩ nhiên là không phải ai cũng có sự lựa chọn hết. Và một trong những sự lựa chọn đó, đó là lựa chọn cái nghề nghiệp hay là sinh kế của mình. Câu hỏi mà chúng ta đặt ra ở tại đây là cái sinh kế nó liên quan gì tới đời sống chúng ta? Bây giờ rất đơn giản, sinh kế không phải để mà chơi, sinh kế là cách duy trì cuộc sống.
và duy trì cuộc sống, nghĩa là nghĩ đến mình. Và trong sinh kế đó, chúng ta sẵn sàng đập đổ, sẵn sàng gây phương hại, sẵn sàng gây tổn thương chúng sinh khác. Thì có nghĩa là ở trong lòng của chúng ta có một cái độ tàn nhẫn nhất định, có sự bất chấp nhất định. Và điều đó ảnh hưởng rất nhiều. Bởi vì một ở trong những điều mà người tu tập cần có, đó là làm thế nào mà sự nuôi mạng của mình bằng một cái cách thế rất là vô hại, rất là nhẹ nhàng, không gây phương hại cho ai. Về điểm này đó, thì đây là một cái sai của nhiều vị giảng sư. Khi mà giảng về chánh mạng thì cứ nói rằng chánh mạng là không có làm đâm nghề như là buôn bán người, buôn bán thú, buôn bán thuốc độc, buôn bán khí giới, buôn bán rượu. Không buôn bán những thứ đó là chánh mạng. Nhưng mà chánh mạng thì không phải chỉ có những thứ đó. Chúng tôi lấy một ví dụ là ngày nay người ta có cái nghề gọi là cho vay lãi nặng. Vậy cho vay lãi nặng là gì? Là mình cho người ta vay tiền. Và bằng một thế nào đó mà khi người ta trả, họ trả số lời rất là cao. Thường thường điều này đánh vào những người nghèo, những người khó và những người mà cần tiền nhất thời đó, thì họ cứ đánh liều. Nhưng một cái nợ là đẻ thêm nợ. Và thường đó, là những người mà vay nợ trả lãi cao, trả tiền lời cao đó, thường cũng đời họ đi vào chỗ rất là bi đắc. Nếu chúng ta là một người thực tịnh và có tiền, có sự tu tập, chúng ta sẽ không làm nghề đó. Tuyệt đối không. Tại vì sao như vậy? Cái nghề mà cho vay lãi cao đó là nó đánh vào cái tâm lý quá cần tiền của những người vốn không còn cách xoay trở. Và khi người đó phải trả thì họ trả bằng máu nước mắt, họ trả bằng những cái sự mất mát to lớn trong cuộc sống của họ. Và thật ra đối với chúng ta, chỉ vì lời mà làm như vậy chúng ta không làm. Và cái nghề cho vay lãi cao không có được đề cập đến điều này. Đây là điểm mà chúng ta phải để ý. Và rồi nếu chúng ta đọc kỹ thì thưa quý vị, ở trong một số các bài học trong tương lai đó, chúng ta sẽ học về thuộc tánh của tâm. Tức là học về danh pháp thì có tâm và có thuộc tánh. Thuộc tánh mà ngày trình sự ngày xưa hay gọi là sở hữu tâm. Thì những thuộc tánh này đó, nó có những thuộc tánh tự tha, tức là đi với thiện thì là thiện, đi với bất thiện thì bất thiện. Có thuộc cái tánh bất thiện và có thuộc tánh tịnh hảo. Thì những thuộc tánh bất thiện này không nhất thiết là một cái bản liệt kê hết tất cả những phiền não. Ví dụ như là những cái phiền não trong kinh đặng có thể kể là 30, 47, những cái giống như là xảo quyệt, gian cá v.v. Nhưng mà những thứ đó lại không có một cái thuộc tánh đơn cử đặc trưng ở trong 14 thuộc tánh bất thiện. Và ở trong thiện pháp cũng vậy. Ở trong thiện pháp thì chúng ta có 25 thuộc tánh tịnh hảo, trong đó có 19 thuộc tánh tịnh hảo biến hành. Nhưng trong thuộc tánh này không phải nói lên tất cả những gì vậy trong cái danh sách thiện pháp của kinh tạng. Vì ở đây đề cập đến pháp bản thể. Như trường hợp là chúng ta có nhiều cái chúng ta có nhiều cái hiện tượng của cơ thể là mỏi mệt, là chóng mặt, là mất cái vị thèm ăn v.v. Nhưng mà đối với những người mà học về dinh dưỡng thì nó chỉ có một số dinh dưỡng nhất định, một số vitamin nhất định. Và những vitamin này, những cái protein, những chất sắt v.v. nó ảnh hưởng đến cuộc sống như thế nào. Thì một đàn đó là chúng ta nói về cái mặt nội, cái đại loại ở bên ngoài. Một đàn chúng ta nói về cái gốc, cái căn bản, cái chân tướng. Nhưng mà nếu chúng ta đọc cho kỹ thì riêng phần chánh mạng này không phải chỉ là một điều mà chúng ta nói về trong đời sống hàng ngày, mà nó lại là một ở trong 52 thuộc tánh của tâm. Chúng ta để ý được một trong hai thuộc tánh. Và chánh mạng cũng là một ở trong bát di đạo,
nghĩa là trong giây phút mà chứng niết bàn, trong giây phút mà đoạn kiết sự, thì tám chi đạo đồng có mặt ở trong tâm đạo. Và điều này khẳng định rằng chính tám chi đạo mà do cái nhìn, cái biết, cái giác ngộ của một bậc chánh đẳng cảnh giác này, thì tám chi đạo này nó kết hợp tạo thành một cái, một cái sự bùng vỡ, sự bùng vỡ để vừa chứng ngộ niết bàn và đoạn được cái sự. Như vậy thì chánh mạng không phải là một chi pháp giống như bao nhiêu chi pháp khác. Ví dụ như chúng ta nói là con người sống nhẫn nại, dạ, nhẫn nại là một cái đức tính tốt, nhẫn nại là sự mạnh và năng thôi. Nhưng mà chúng ta không thấy cái gọi là nhẫn nại đó trở thành một chi đạo và ở trong đạo đến, ở trong chỗ đắc đạo chứng quả. Thế là chúng ta nói là hiếu đạo, sự hiếu thảo là một cái thiện pháp rất lớn, chúng ta ca ngợi trong mùa Vu Lan thôi. Nhưng mà hiếu thảo không phải là một cái mắt chi đạo. Mà chúng ta thấy rằng cái sự nuôi mạng, nuôi mạng chân chánh hay là mưu sinh chân chánh lại là, lại là một chi đạo trong mắt chi đạo, một thuộc tánh ở trong 52 tâm sở. Và chánh mạng có mặt ở trong rất nhiều, rất nhiều cái bản liệt kê về thiện pháp. Một người mà nghiên cứu Phật pháp không thể không nghĩ đến điểm này. Thưa quý vị, ở đây chúng ta phải nói thêm một điểm mà nhắc lại đó, là có nhiều khi chúng ta quen, chúng ta quen gọi là nói theo con số. Con số tức là mình thật là học trả bài tổ quá, trả bài tổ pháp thì cũng mấy chi là chi, ví dụ như vậy. Chánh ngữ là không nói dối, không nói chia rẽ, không nói độc ác, không nói nhậm nhí. Rồi chánh nghiệp là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Rồi chánh mạng là không buôn bán người, không buôn bán thú, không bán thế giới, không bán độc dược, độc phẩm, không buôn bán rượu, vân vân. Cái đó là trả bài tụng. Và cái đó sẽ rất là phiến diện, rất là hẹp khi mà chúng ta nói về chánh mạng. Không bán năm thứ đó không có nghĩa là chúng ta đã có được chánh mạng. Nhưng mà có một trong năm cái buôn bán đó thì rõ ràng là tà mạng đó, đúng. Dạ, nếu mà chúng ta có buôn bán được năm thứ đó thì đúng là tà mạng. Nhưng mà không buôn bán những thứ đó thì không có nghĩa là chúng ta đã chánh mạng. Chúng ta lấy hai cái ví dụ hồi nãy, chúng tôi có nói rằng cho vai đại cao nó cũng là một thứ tà mạng. Hay hoặc giả là chúng ta nuôi bạn, chúng ta không buôn bán, nhưng mà chúng ta nuôi bạn bằng cảnh là chúng ta đánh cá, làm việc đánh cá cũng là một cái tà mạng. Hoặc giả là chúng ta không đánh cá, nhưng mà chúng ta là một viên chức trong công quyền, rồi ăn hối lộ. Dạ, như là quý vị nghe trường hợp một số các viên chức ăn hối lộ để chuẩn thuận và mua lại những cái bộ xét nghiệm COVID. Và những bộ xét nghiệm này á, nó là giả, nó không có giá trị gì hết. Nhưng mà họ dùng tiền hối lộ để gạt tiền. Thì quý vị thấy rằng ở trong đó, cái nghề mà ăn hối lộ đó, cái sự ăn hối lộ không phải là một cái nghề ở trong dân gian. Nghề là nghề làm quan. Khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, thưa quý vị, thì trước Bảo Lâm thì ta có câu gọi là con ông cháu cha. Cái cụm từ con ông cháu cha bây giờ quý vị không có nghe nữa, nhưng mà sao nghe lạ, đáng là con thì con của cha, mà cháu cháu của ông sẽ là tại sao có ông cháu cha. Nhưng mà tại thời trước Bảo Lâm nó có cái hiện tượng rất là phổ biến. Con ông đó, tức là con cái của ông lớn. Cháu cha là cháu hay là bà con của các vị linh mục, cha ở đây các vị linh mục. Thì trước Bảo Lâm đó, các vị linh mục, đặc biệt là thầy ông Diệm đó, thì các vị linh mục rất có ảnh hưởng. Vì linh mục có thể nói đối với tất cả các cấp của chính quyền. Thành ra thời đó đó, mà con của ông lớn và cháu với ông cha linh mục đó, thì là ngon lành lắm. Thì nó chỉ trong cái hiện tượng là một giới nào đó đó, có cái thời học ảnh hưởng rất lớn. Yeah. Bây giờ ở Việt Nam á, người ta lại có một cái cụm từ mà chúng ta để ý, chúng ta rất là phổ thông, là nhà mặt phố mà bố làm quan. Yeah. Nhà mặt phố bố làm quan tức là cha của mình mà làm quan, làm chức này chức kia, thì chúng ta có nhà ở những địa điểm rất là tốt, địa điểm về mặt đường. Bởi vì sao vậy? Tại vì ăn hối lộ. Ở Việt Nam bây giờ họ rất phải điều tra lắm mới ăn hối lộ. Nhưng mà dân chúng biết rõ là ăn hối lộ mà.
Ví dụ như một cái viên chức chính phủ làm việc với chức vụ đó, với lương đó, không thể nào có tài sản lớn như vậy. Mà có tài sản rất lớn là gì? Là dạng hối lộ thôi. Và nhà mặt phố bố làm quan, đó là một hiện tượng rất là phổ cập, rất là phổ cập hiện tại bây giờ ở Việt Nam. Thì những cái thành ngữ nó mang tính cách thời đại đó, đó, nó nói lên cái gì? Nó nói lên một cái sự việc, đó là có những cái nghề nghiệp ở trong đời, người ta nói mình là nghề làm quan thôi, chứ đâu ai nói nghề hối lộ. Nhưng mà cái sự nuôi mạng bằng cách là ăn hối lộ, thì cái sự nuôi mạng đó, đó thật ra nó là một sự tà mạng, và tà mạng trong Phật Pháp. Thế đây chúng ta phải hiểu là hiểu rất rộng. Không bao giờ chúng ta nên hiểu rằng, không bao giờ chúng ta hiểu rằng chánh mạng chỉ là không buôn bán người, không buôn bán thú, không buôn bán khí giới, không bán độc phẩm, không buôn bán rượu. Năm cái điều đó chỉ là năm cái buôn bán gọi là tà mạng thôi. Năm cái buôn bán tà mạng. Nhưng mà ở trong cái, ngay cả mình không buôn bán những thứ đó, mà mình buôn bán mà mình có ăn gian, nói dối. Chúng tôi không biết là bây giờ có không, như ngày xưa đôi khi nó có cái hiện tượng là có những người đó họ có cái cách để tạo nên cục cân nặng hay nhẹ hơn. Người ở miền quê đâu có biết gì hay để có cái cân lên. Và khi người ta bán, người ta dùng cục cân khác, người ta mua, người ta dùng cục cân khác. Dạ. Và thật ra phải nói là chúng tôi chưa bao giờ ở trong đời thấy người ở miền Việt Nam đó mà buôn bán mà có ai kiểm soát cái cục cân hết. Ở bên Mỹ thưa quý vị, ở bên Mỹ quý vị biết là cây xăng á, lâu lâu quý vị thấy có những cái stem dán trên cây xăng á, là có những người họ đến họ điều tra thử coi cái máy bơm xăng nó có chính xác hay không. Có những đơn vị đo lường lâu lâu bị chính phủ kiểm thử xem nó có chính xác hay không. Và hồi xưa người ta cũng có một cách, một cái nghệ thuật là người ta đi mua lúa đó, thì họ có cách đông lúa. Ở đây thì khó nói, mà họ có cái cây gạt. Thí dụ họ múc một cái thúng lúa như vậy đó, thì họ có lấy cái cây họ gạt ra. Nhưng mà người mà không biết á, thì họ nghĩ rằng cái nào giống nhau hết. Nhưng mà cái người biết á, thì họ biết rằng biết cách xúc và biết cách gạt á, thì nó có lợi. Dạ, nó có lợi. Dạ, nó lợi lúa, lợi gạo. Mà không biết cách á, thì nó lại có cái sự tốn lúa, tốn gạo trong đó. Nếu người nào mà có cái gọi là có cái tâm không thành thật, có cái tâm lừa gạt đó, thì khi mình mua đó, thì mình mua gì, mình mua một cái tạ lúa là nó là nhiều hơn khi mà mình bán tạ lúa, thí dụ như vậy, để tăng cái tỷ lệ. Nói tóm lại là không phải chỉ có năm nghề buôn bán mới là tà mạng, mà còn có nhiều thứ khác không phải là buôn bán cũng là tà mạng. Và ngay cả buôn bán mà không nằm trong năm nghề đó, nhưng mà có những cái chuyện ăn gian nói dối, nó cũng là tà mạng. Nhưng mà thưa quý vị, đây là cái chuẩn mực của người cư sĩ nha, không có nói đến người xuất gia. Dạ, không nói đến xuất gia. Người xuất gia đó, một vị tu sĩ ở mình ngồi thiền, và mình ngồi thiền, trong lúc ngồi thiền ra rồi đó, mình nghĩ chuyện là làm sao mình liên lạc đầu này, liên lạc đầu kia để kêu gọi tiền bạc á, bảo đảm là chúng ta ngồi thiền giờ tiến bộ. Tại vì sao vậy? Thứ nhất là mình đặt quá nặng về vấn đề tiền bạc, vấn đề sống còn của mình. Và thứ hai nữa đó là cái cách mà mình đi câu gọi như vậy, nó ảnh hưởng đến sống tu tập. Chúng ta không gì có tiến bộ trong sự tu tập trong việc đó. Không có một cái người tu tập nào mà ngồi thiền mà buông ra mà cứ ngồi nghĩ là làm sao để vận động, để kêu gọi, để làm này, làm kia, làm đó về tiền bạc. Mọi người tu tập cái tiến bộ không có. Ngay cả ở Ngài Chan Cha đó, thứ vị ngày có một điểm như vậy là một cái người mới đến, tại vì chúng tôi khi đến nhà Chan Cha chúng tôi cũng nhiều hạ rồi, và năm đó thì chúng tôi cũng là 12 hạ rồi, chúng tôi mới đến tu ở Chan Cha. Quý vị tưởng tượng là việc đầu tiên người ta yêu cầu mình là bỏ tất cả những cái y bát, những cái vật dụng mình mang theo, và sau khi mình xả bỏ hết á, thì mình lên trên nhà kho, thì ở trong chùa sẽ có một cái vị sư giữ kho, và vị sư đó sẽ cho mình lại những cái tư cụ cần thiết, để khi mình về ngồi thiền mình bảo đảm rằng những gì mà mình đang có đó, nó phát sinh hợp đạo. Và quý vị thấy cái vị rất là kỹ về việc đó. Tại vì nhiều khi ở trong đời sống hàng ngày, một cái chuyện mà quý Phật tử thấy rất là bình thường thôi. Dạ, thấy bình thường. Ví dụ như là chúng tôi là một vị tu sĩ, mình muốn cái đó,
mà trong lúc đó mình tìm cách mình nói ướm, tức là mình nói gợi ý cho người ta làm sao mua cho người ta có, cái đó cũng là một sự tà mạng. Và cái đó cũng là sự tà mạng, tức là mình nói ướm để làm sao cho người ta cúng, cái đó cũng tà mạng. Và nếu chúng tôi xài cái đó thì xài cái bậc phá sanh cho tà mạng đó thì nó ảnh hưởng đến sự tu tập. Tại vì ở trong bốn cái giới của người xuất gia đó có cái gọi là chánh mạng thanh tịnh giới, tức là nuôi mạng thanh tịnh. Nhưng mà cái nuôi mạng thanh tịnh của người xuất gia rất khác với cư sĩ, hai cái đó không đem nói lại với nhau được. Ví dụ như là bây giờ quý vị là một người cư sĩ, quý vị làm ruộng hay là quý vị buôn bán thì đó là chánh mạng, buôn bán một quán hợp pháp hợp đạo á. Nhưng nếu vị tu sĩ mà sống bằng nghề làm thuốc, làm nghề coi bói, coi phong thủy, bằng nghề buôn bán này, thì cái đó là tà mạng. Nếu Phật nói cái đó phải là sa môn, cái đó là nông dân, cái đó là thương gia, cái đó đó là tà mạng. Bởi vì cái tiêu chuẩn về nuôi mạng nó khác với hai giới, giới xuất gia và với giới cư sĩ. Hai cái đó không có nên nhầm lẫn giữa cái này cái kia. Và ở trong tứ thanh tịnh giới của một vị tỳ kheo á, một vị tỳ khưu đó, thì trong đó ngoài cái giới bổn thanh tịnh giới, lục căn thanh tịnh giới, quán tưởng thanh tịnh giới, còn có cái gọi là chánh mạng thanh tịnh giới, tức là nuôi mạng bằng một cách hợp đạo, một cách chân chánh. Và bây giờ thì chúng ta lại nói đến một vài cái điểm mà tương đối lắt léo khác, là trong cuộc đời này có những nghề mà những nghề đó chúng ta nói như vậy, thứ vị là mình nghĩ là phục vụ, làm gì đó lợi ích cho cuộc đời. Nhưng mà rồi thời Đức Phật còn tại thế thì riêng ở trong từng bộ kinh mà quý vị nào học giáo trình tương chúng ta sẽ học tới, có hai bài kinh. Một cái bài kinh đó của một vị gia chủ mà từng đi lính, và vị gia chủ đó mang quan niệm rằng mình là một quân nhân chuyên nghiệp, do cho dù là mình ra trận mình có đánh giết kẻ thù đi nữa, nhưng vì bảo vệ tổ quốc, vì phục vụ cho quê hương dân tộc đó, thì cái sự đánh giết đó nó không tạo ác nghiệp, và chẳng những vậy mà sau khi chết đó, mình sẽ được sanh thiên. Người Việt Nam chúng ta có câu gọi là sanh bi tướng, tử bi thần, tức là thời mà sanh làm người hiển hách, là một vị tướng hiển hách đó, thì chết đi sanh làm thần. Nhưng mà đó là một quan niệm tà kiến. Đạo Phật không nói là mình là ai, mình làm cái gì, nhưng mà mình có sát sanh, có trộm cắp, có tà hạnh, mình có làm những ác nghiệp thì bị quả khổ thôi. Và cái ông này đi lính và ông quan niệm như vậy đến gặp Đức Phật, ông hỏi Đức Phật, và Đức Phật im lặng không trả lời. Tới hỏi lần thứ ba thì Đức Phật nói rằng Như Lai cũng không muốn trả lời, nhưng mà tại vì hỏi ba lần thì trả lời là ai mà mang cái kiến chấp rằng mình làm cái nghề đó sẽ sau khi chết sanh thiên giới, đó là một quan niệm tà kiến, và do quan niệm tà kiến sẽ sanh một cảnh khổ. Cũng có một người khác, thưa quý vị, cũng trong tư ân mộ đó, ông niệm tên là Tá La Phú Tá, chúng ta sẽ học tới trong giáo trình tương ứng. Thì ông này là một danh hài, là một người chuyên môn diễn xuất. Ông diễn xuất là mê hoặc lòng người, và là một danh hài đó, ông mang lại những nụ cười giòn giải cho mọi người. Và ông tin rằng do cái việc mà ông mang lại niềm vui cho những nụ cười giòn giả của mọi người đó, thì sau chết ông sẽ sanh làm một vị chư thiên, mà trên cõi trời là tiếu sinh tiên. Tiếu sinh tiên tức là vị trời luôn luôn cười vui vẻ. Quan điểm đó chúng ta thấy rất gần gũi với đời sống này. Và ông hỏi Đức Phật, Đức Phật cũng không trả lời. Và cuối cùng thì Đức Phật cài giải rằng người nào đó mà quan niệm rằng mình tạo nên những nụ cười mà phóng dật cho người khác, mà nghĩ rằng do cái đó là cái nhân tiện sanh thiên đó, thì do cái sự hiểu sai chấp tà kiến đó, sau khi chết sanh về cõi khổ. Ông này cũng khóc. Ông này cũng khóc. Như vậy thì đối với chúng ta đó, là chúng ta không thể xem vấn đề nuôi mạng hay sinh kế đó nó là vấn đề nghề này nghề kia, mà phải quan niệm rất rộng, và phải đừng có rất rộng. Không phải chỉ có buôn bán, mà những nghề khác mà trong đó nó mang tới cách tà bại thì phải tránh. Và có sự khác biệt rất lớn khi mà nói đến chánh mạng của người xuất gia và của người cư sĩ, khác biệt to lớn lắm. Và rồi
chúng ta nên nhớ một điều là đặc biệt là chúng ta nói nhiều đến thiện pháp, nhưng mà riêng về chánh mạng đó, thì chánh mạng được nhận thức qua cái bình diện rộng rãi của đời sống hàng ngày. Như buổi sáng quý vị thức dậy đến sở làm trở về, đồng lương mà mình có mỗi tháng để nuôi thân nuôi gia đình, nó có làm hại gây tổn thương cho ai không, cho chúng sanh nào không? Và chúng tôi lấy một ví dụ như là bây giờ mình ở Mỹ đi làm cái nghề rất là lương thiện. Ở Mỹ thì có nghề gọi là termite control, là những người chuyên môn gây xịt dán, xịt mối, nhiết chuột ở tại các nhà. Thì ở Mỹ hoàn toàn đó là một cái nghề lương thiện. Nhưng mà nói theo đạo Phật, cái nghề sát sanh để chúng ta không làm. Chúng ta không làm. Cái này mình cũng để ý. Nên cái lương thiện của thế gian là một khái niệm khác. Mà lương thiện, cái nghề lương thiện mưu sinh liên tục theo Phật Pháp, đó là có một cái ý nghề khác. Mà cái nghề gọi là chánh mạng, cái nghề sự nuôi mạng chân chánh của người cư sĩ khác, mà của người xuất gia khác. Và khi mà chúng ta nói về chánh mạng đó, thì từ một cái bình diện rộng ở bên ngoài cho đến một cái thuộc tánh trong 52 thuộc tâm sở, trong hai cái thuộc tánh đó, nó lại là một điều chúng ta phải suy nghĩ. Tại sao có nhiều thiện pháp mà không được thuộc tánh? Và cái thuộc tánh này không phải chỉ có trong đời sống hàng ngày, mà nó lại có trong giây phút đắc đạo chứng quả, là một ở trong bát chi đạo kết hợp trong lúc chứng kỳ niết bàn, đoạn tận kiết sử hay giảm thiểu kiết sử. Đây là một đề tài mà chúng ta phải suy nghĩ. Có nhiều người nghĩ rằng ô, cái thời khắc đó chỉ là một sát na chứng niết bàn thôi. Dạ, nhưng mà rồi mắc mớ gì mà cái chuyện người suy nghĩ là nuôi mạng chân nhánh không đó, mình chỉ thấy niết bàn thì sao nuôi mạng chân chánh? Không phải. Thưa quý vị, ngay trong giây phút chúng ta đi thi, chúng ta trả lời một câu hỏi. Ở trong một trả lời câu hỏi đó, nó đòi hỏi có những yếu tố. Thí dụ, chúng ta đọc một câu thơ, thì chúng ta phải tương đối có căn bản gì? Căn bản về văn phạm, căn bản về ngôn ngữ. Có cái căn bản về văn chương, về văn. Dạ. Để chúng ta thẩm định đó là một câu thơ, đó là câu sông thất lục bát, đó là câu thơ hay, đó là một câu thơ trong Vì Độ Mai, Cung Quán Âm Phúc, ở đâu đó, ở đường thi. Chúng ta phải có khả năng đó. Mà trong lúc có khả năng bàn về đường thi đó, thì đừng nói rằng mình không biết, không cần biết gì về ABC, mình không cần biết gì về âm vận. Tại vì ở trong đường thi có âm vận. Và nếu một người làm thơ, thơ đường chẳng hạn, đặc biệt là thơ đường âm vận mà không biết là trường bình thanh, khứ thanh, vân vân, thì chúng ta làm sao? Chúng ta làm sao mà hội đủ điều kiện để thưởng thức một bài thơ được? Thưa quý vị thấy rằng có những điểm mà có vẻ như không có, nhưng mà thật sự nó có. Để thật sự nó có. Một cái người mà đọc một quyển sách mà cảm nhận được cái hay, thì người đó vốn có một cái chiều sâu, một chiều dày của sự hiểu biết. Hiểu biết về văn hóa, hiểu biết về mỹ học, hiểu biết về văn học, thì mới có trình độ đánh giá được. Còn nếu mà người đó không có trình độ đó mà chỉ đọc cho nó có đọc thôi, thì làm sao đánh giá được? Thật ra đừng ngạc nhiên khi thấy rằng chánh mạng là một trong ba cái thuộc tánh giới phần, thuộc tánh tịnh hảo. Và ba cái thuộc tánh giới phần này là ba trong tám cái bát chi đạo. Và bát chi đạo gặp nhau đồng có mặt ở trong giây phút chứng niết bàn, đoạn tận kiết sử, hay là trong trường hợp vị tư hàm đà hàm là giảm nhẹ kiết sử. Thì quý vị thấy rằng cái ý niệm này là ý niệm rất là sâu xa, chứ không phải là đơn giản, không đơn giản chút nào. Nên chúng ta là người học Phật pháp phải lưu tâm và phải cẩn thận với việc này. Chúng tôi cũng có nghe một vài phật tử có hỏi chúng tôi rằng sao mình đi qua Bắc Chánh Đạo phải đi qua Thiền Chi Pháp luôn chứ vậy? Nhưng mà thực sự, thưa quý vị, chi pháp nào trong Bắc Chánh Đạo cũng cần đào sâu hết. Chỉ có điều là đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta thấy đơn giản, chúng ta cho qua thôi. Hồi chúng tôi còn nhỏ học bài nó vui lắm, học những bài tụng vậy đó. Thì nói chánh ngữ, có bốn điều chánh ngữ là
không nói dối, không nói đâm thọc, không nói độc ác, không nói nhảm nhí. Chánh nghiệp là không sát sanh, không cấp, không tà dâm. Chánh mạng là không buôn bán khí giới, người không buôn bán thú, không bán khí giới, không bán thuốc độc, không bán rượu vậy thôi. Nhưng mà thật ra những định nghĩa đó nó rất là hẹp đó, rất là hẹp, hẹp lắm. Chúng ta phải đọc rõ để chúng ta mới thấy. Có thể những điều đó là những điều tiêu biểu, có thể những điều đó là điều đơn cử, nhưng mà nó còn có những điều khác quan trọng hơn nữa. Còn có những điều khác quan trọng. Ví dụ như ngay cả một người Phật tử mà mình nói rằng không làm các điều, tất cả điều ác, làm các việc lành, thanh tịnh tâm ý là lời chư Phật dạy. Mình nghe mình nghĩ là mình hiểu, nhưng thật ra không hiểu hết. Nó có nhiều ý nghĩa rất là sâu xa. Chúng tôi lấy ví dụ như là mình không làm điều ác là không sát sanh. Nhưng mà mình làm điều lành là gì? Là có thể mình cho vật thực đến cho con chó đói, mình cho vật thực đến một người nghèo. Cái đó nó cũng là hành động. Thay vì hủy hoại sự sống thì chúng ta hỗ trợ sự sống. Và thanh tịnh tâm ý là gì? Là mình là người ngày hồi nhỏ đi bắt cá, bắt tôm, bây giờ lớn lên mình biết Phật, mình Phật Pháp mình không làm, nhưng mình coi tivi, mình thấy người ta đánh cá mình hào hứng, mình thích. Cái đó nó cũng có vấn đề. Thế nên mình phải giữ tâm trong sạch. Thế nên khi mà học Phật Pháp á, chúng ta phải nhìn từ nhiều cái chiều kích khác nhau, từ nhiều góc khác nhau. Để làm gì? Để thấy nhận ra, à, tại sao Đức Phật dạy như vậy? Không sát sanh đã đạt rồi, mà không khen sự sát sanh, không khuyến khích người khác sát sanh, và cũng không vui thực sự sát sanh, thì điều đó nó cần đến nhiều cái chiều kích lắm. Không làm điều ác đã đành rồi, mà phải tích cực làm việc lành, rồi còn phải tìm cách thanh tịnh, thanh lọc tâm ý nữa. Thì đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử trong phần chánh mạng. Và hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây để bước qua phần thảo luận của chư tăng. Hiện giờ thì tốt quá, hôm nay không có hòa thượng tự sư, nhưng mà có thượng tọa Pháp Đăng và thượng tọa Hợp Tân. Xin hỏi rằng không biết thượng tọa Pháp Đăng có nghe rõ không? Nếu tọa Pháp Đăng nghe rõ thì xin thỉnh tọa Pháp Đăng hoan nghỉ để trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa Đăng có mặt ở trước máy không? Dạ. Thượng tọa Pháp Đăng, hôm nay chúng ta học về chánh mạng, tức là nuôi mạng chân chánh. Bây giờ thì có một số người là ví dụ như là một thanh niên không đi làm gì hết, mà cha mẹ già rồi, nhưng mà sống cứ bám vào cha mẹ thôi. Mình cha mẹ nuôi về hồi nhỏ, sao bây giờ phải nuôi tiếp tục như vậy, rồi phải chu cấp hàng tháng này này kia. Thì cái tiền mà ngửa tay sinh từ cha mẹ làm gánh nặng cho cha mẹ đó, không phải là tiền sát sanh trộm cắp gì. Nhưng mà sống tựa vào cha mẹ như vậy thì có gọi là chánh mạng không? Xin thỉnh ý kiến của thượng tọa Pháp Đăng. Alo. Dạ. Dạ con Pháp Đăng kính ảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính ảnh lễ Ngài Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tân, Ngài Tọa Minh Hạnh, Đức Tệ Tri, Đức Tệ Y, Đức Thanh Tâm cùng với Chư Tôn, Đức Tăng. Kính chào hai bài cô Thượng Nữ. Thân chào quý Phật tử. Thì ở trong cái câu hỏi của Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng đó, thì nếu mà chúng ta nhìn theo bình thường đó, thì mình thấy cũng được. Nhưng mà thật sự ra đó, thì chúng ta biết rằng nếu một cái người mà cái tâm đó, có cái tâm đó, thì rõ ràng mình thấy không được. Cha mẹ mình đã nuôi mình từ cái thuở nhỏ cho tới bây giờ mình lớn lên rồi, và mình cũng không chịu làm để mà sống, mình vẫn tiếp tục phụng sinh cha mẹ. Như vậy rõ ràng đó, mình làm cái gánh nặng cho cha mẹ, và mình làm khổ cha mẹ vì cha mẹ đã già rồi mà phải nuôi mình. Và nó cũng trái ngược với cái quy luật là nuôi con là cho vay nợ mới, và con phải nuôi lại cha mẹ trả nợ cũ.
thì nó cũng trái này, ngược lấy cái luật, nếu mà nói cái luật về hiếu thảo thì rõ ràng đứa con như vậy là cũng hiếu thảo. Nếu mà nói về cái phương diện về ác pháp á, thì thật sự cái vị con này thật sự là sống ác pháp, tại vì cái sự lười biếng đó nó là một ác pháp. Nên Đức Phật nói là một cái người mà ngủ mặt trời mọc còn lên cao và còn ngủ đó, thì cái đó cũng là một cái bại vong. Bởi vì á, mình thấy rằng nha, con người của mình có thân á, mình ăn á, mình phải đi tìm gì đã mất. Có nghĩa là mình ăn á, một hộp cơm thì mình tốn tiền, hộp cơm mình ăn, uống thức kiếm mình tốn tiền, chai nước rồi mình đại tiện tiểu tiện những cái vật đó ra, nó vẫn là cái sự tốn tiền. Và nếu mà mình sống mà mình không có chịu mình ăn không chịu làm, thật sự là một ác pháp. Tại vì mình sống cái kiểu đó đó, mình lười biếng và cái tâm mình nó thụ động, và mình tiêu tốn hết những cái phước báo công đức. Và chúng ta thấy giống như là cái câu chuyện của anh chàng mà có cha mẹ để cho 800 triệu đồng tiền vàng, anh ta chỉ ăn nhậu thôi, ăn nhậu thôi, anh ta sao lại anh ta đi ăn xin rồi cuối cùng nó chết, anh ta đọa vào địa ngục. Thì mình hỏi sao, ủa sao anh đọa vào địa ngục? Thì rõ ràng Đức Phật nói rằng với 800 triệu đồng tiền vàng đó, nếu mà ảnh xài một phần á, nếu mà ảnh với 800 triệu đồng tiền vàng này ảnh làm phước bố thí cúng dường sống theo hợp cho lễ đạo đó, thì ổng đắc đạo quả A La Hán và đắc đạo quả A La Hàm, cũng giàu nhất thần kinh thành sau thi này. Nhưng mà cái tài sản nó bơi đi một phần á, mà ổng sống làm thiện pháp và sống đúng với cái lời dạy của Đức Phật á, thì ổng đắc đạo quả A La Hàm, vợ đắc đạo quả Tư Đà Hàm, giàu để nhị thành tam sau thi này. Nhưng mà nếu tài sản nó bơi đi hai phần còn một phần á, mà ổng biết quay đầu hướng thiện, ổng làm ăn và ổng hộ trì tam bảo rồi sống chân chánh á, thì ổng cũng giàu tam kinh thành sau thi này, cũng đắc đạo quả Tư Đà Hàm và đắc Tu Đà Hàm. Nhưng bây giờ ổng không có đắc đạo quả gì hết á, ổng chỉ có tiền, rồi tiền cha mẹ ổng để lại ổng ăn nhậu rồi ổng ca múa vậy thôi. Nhưng mà khi Đức Phật nói rằng ổng chết ổng rơi vào đọa xứ, rơi vào địa ngục, thì rõ ràng á, cái nghĩa là ổng ăn xài như vậy đó mà ổng không có dùng cái số tiền đó hợp với lễ đạo. Nên thường thường chúng ta thấy Đức Phật dạy một cái người mà thừa hưởng tài sản của cha mẹ mà hợp với lễ đạo là gì? Biết giữ gìn tài sản, biết giữ gìn thân thể, rồi biết giữ gìn truyền thống gia đình, biết nuôi dưỡng cha mẹ lúc tuổi già và cha mẹ quá giảng, biết làm phước hồi hướng. Như vậy rõ ràng cái tài sản mà Đức Phật này dạy đó, mình phải làm phước hồi hướng cho cha mẹ của mình. Và mình phải biết giữ gìn tài sản đó, chứ không phải mình ăn xài phung phí rồi lười biếng mà làm cho hết cái tài sản đó. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng đó, một cái người mà họ sống, họ lười biếng thụ hưởng như vậy đó, thì họ sống bằng cái tâm thiện nào? Thật sự họ sống bằng tâm tham không nổi gì, sống bằng tâm bất thiện không à. Thì rõ ràng nếu mà nói về như vậy á, thì cái anh này ảnh chỉ đam mê rượu rồi ca múa hát như vậy thôi. Đức Phật nói ảnh chết đọa vào địa ngục, không có nhân sản, không có thiên sản, như là cò già ủ rũ bên ao cá tôm chẳng có sinh sao, chết dần vậy. Tại vì ảnh sống ảnh không có sống hợp với lẽ đạo. Bởi thường thường chúng ta thấy sống hợp với lẽ đạo đó, mình phải nuôi cha mẹ mình trả nợ cũ, nuôi con cho vay nợ mới. Một người mà nuôi cha mẹ nuôi con đó, thì phải làm cái gì để có tiền để nuôi. Mình phải làm lụng công việc này kia nọ để mình có tiền để mình nuôi cha mẹ mình trả nợ cũ rồi nuôi con cho vay nợ mới. Như vậy thì sống như vậy mới hợp với cái thiện pháp, hợp với cái đạo làm người. Chứ còn sống mà nếu mà sống mà mình cứ để cha mẹ mình nuôi mình hoài như vậy thì mình lông nhông mà lười biếng như vậy thì mình thụ hưởng bằng tâm tham và mình không thấy cái sự khó nhọc của cái sự sống, và mình cũng không có tìm được cái nghề nghiệp chân chánh để mình làm cho nó phù hợp với cái mình nói về đối với đời với đạo đó. Đời thì cũng phù hợp mà đạo cũng phù hợp. Chứ còn khi mình sống mình cứ cha mẹ mình nuôi hoài như vậy đó, thì tuy rằng đó, trong cái tà mạng thì không có nói vấn đề đó, nhưng mà rõ ràng mình sống như vậy đó là sai trái rồi. Nếu mà sai trái thì đồng nghĩa với tà rồi, chứ không phải là với chánh được. Nếu mình nghĩ rằng cái chánh và cái tà đó, có nghĩa là sống thiện pháp là chánh, còn sống với ác pháp là tà, thì
Thì rõ ràng cái anh ảnh lười biếng như vậy là rõ ràng ảnh là lười biếng, ảnh không có siêng năng. Bởi Đức Phật nói siêng năng á, là mình từ cần tu cần, từ cần là mình từ những cái thói hư tật xấu, rồi những cái người hư hỏng, rồi bạn bè ác, rồi chỗ không nên gần, rồi cái điều kiện mà làm cho mình hư hỏng đó là trừ cần. Thận cần là gần gũi những người siêng năng, rồi tu tập, rồi những người có giới hạnh, là những người bậc thượng thiện trí thức. Thận cần là tu cần, là cố gắng tu tập những cái thiện pháp. Bảo cần là gìn giữ được những thiện pháp, như vậy thì mới gọi là siêng năng. Mà anh này anh sống như vậy, cha mẹ phải nuôi hoài như vậy, thì rõ ràng anh sống với cái phi pháp rồi. Phi pháp thì nó thuộc về bất thiện pháp rồi. Và bất thiện pháp như vậy đó, thì rõ ràng anh không có thể nào tiến bộ được, không có thể nào tiến bộ mà nó trở thành thánh hiền được. Vì sống với cái tâm bất thiện, với cái pháp bất thiện như vậy đó, thì thật sự trên đời này nếu một cái người sống như vậy thì không có ai mà khen hết quý vị. Sống bất thiện thì không ai hết á. Nên quý vị thấy ngộ, chúng ta thấy một người siêng năng thì chúng ta thương thấy một người lễ có lễ nghĩa thì chúng ta thương, tại vì cái đó là việc thiện quý vị. Mình nhìn nó mình vẫn thấy được cái thiện pháp, nhưng mà mình không có suy nghĩ đâu quý vị, mình sống có gì mà suy nghĩ để mình làm theo hết đó. Nên nếu một người mà từ cái nhục nhã mà có cái tuệ nhãn đó, là họ thấy đời, ví dụ một cái người siêng năng thì ai cũng thương, thì thôi mình siêng năng đi ai cũng thương. Một cái người lễ nghĩa thì ai cũng thương, mình giờ mình học lễ nghĩa thì ai cũng thương. Nhưng mà thật sự ra từ cái nhục nhãn mình thấy, mình thấy những người được người ta khen tặng, sống người ta muốn làm gương, nhưng mà thật sự chúng ta không có chịu hành trì thế như vậy. Nên thật sự ra thì chúng ta không có thể nào có cái tuệ nhãn được, chúng ta chỉ có nhục nhãn, thấy người khen người đó, thấy người đó được mọi người kính mến, nhưng mà mình không bao giờ học theo người đó được. Nhưng mà nếu cái nhục nhãn mình thấy mà có cái tuệ nhãn thì mình đã hành theo rồi. Mình hành theo những người người ta hiếu thảo, người ta lễ nghĩa, người ta học vấn này kia nọ, ta tu tập, ta thiền định này kia nọ, thì mình đã làm theo người ta rồi. Nhưng mà mình không làm cái gì. Vậy thì chúng ta thấy rõ ràng một cái người mà lười biếng, rõ ràng là cái người đó đó đối với cha mẹ là cũng không làm tròn phận sự, đối với con cái cũng không làm tròn phận sự. Tại vì cái người lười biếng làm sao mà nuôi con được, làm sao cho vay nợ mới được, mà cái người lười biếng làm sao trả nợ cũ được, không thể nào nuôi cha mẹ được. Như vậy rõ ràng cái người đó sống với ác pháp, thì nếu mà nói theo cái tà mạng thì rõ ràng cái người đó ăn uống như vậy đó chỉ tạo thêm những cái ác nghiệp thôi, chứ không có tạo được cái thiện nghiệp trong cái sự ăn uống đó. Tại vì mình ăn uống mà mình làm cực khổ người khác, còn nhỏ thì mình đã không làm được, cha mẹ mình nuôi mình đã đúng rồi. Nhưng mà khi mình lớn lên rồi đó, mình làm được mà mình vẫn không chịu làm, mình vẫn để cho cha mẹ mình nuôi, thật sự là một cái người đó ai nhìn thấy cũng sợ hết quý vị. Không biết quý vị nghĩ sao, chúng tôi nói là một cái người mà họ sống mà lớn da dài dốc rồi mà còn để cha mẹ nuôi thì ai nhìn cũng sợ hết. Chúng tôi nói thật sự là như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi của Ngài Hòa Thượng hỏi một cái người thanh niên mà lớn rồi bây giờ vẫn để cho cha mẹ nuôi như vậy thì mình như thế nào, thì con nghĩ rằng người đó cũng sống với ác pháp chứ không có thiện pháp, và sống như vậy không có lợi ích gì cho xã hội, bản thân, cho cha, cho mẹ, cho mọi người hết, nó cũng chẳng làm gương được cho ai hết. Mình nghĩ rằng người đó sống với cái phi pháp rồi, thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con gửi cái mic lại cho Ngài Hòa Thượng. Nếu mà Ngài Hòa Thượng còn nói gì thêm thì tỉnh sao cái trường từ đó pháp đăng. Thượng tọa Pháp Tân ơi, Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa Pháp Tân đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh Thượng tọa Pháp Tân trả lời cho câu thảo luận số 2. Thượng tọa Pháp Tân, hôm nay chúng ta học về chánh mạng và nuôi mạng một cái chân chánh. Bây giờ có một người cả đời họ tích góp tài sản bằng một cái nghề sát sanh chẳng hạn. Và cái tài sản họ có đó là bốn do tà mạng tạo nên. Bây giờ họ tu tập, họ không làm nữa, họ không tiếp tục làm việc đó nữa. Nhưng mà cái số tài sản mà họ, tài sản khổng lồ mà họ còn lại đó, nó là một cái di sản của cái nghề bất chánh của quá khứ. Thì bây giờ họ không có làm cái nghề đó nữa, nhưng mà họ còn hưởng dụng cái tài sản đó. Thì mình có nên gọi đó là tà mạng không? Kính thỉnh thì tổ hợp tất. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ. Nam Mô Tham Mai Dạ, Nam Mô Sân Khai Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng.
Kính đảnh lễ Hòa thượng Giác Đẳng, chúng tôi Pháp Đăng, chúng tôi Minh Hạnh, Đệ đức Tuệ Tri, Đệ đức, đức Công Chư Tăng. Thân chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam thính nữ. Như là cái việc mà Hòa thượng đã nêu đó, trước đây một người làm ra tài sản, nhưng mà bằng cái tài sản đó là do cái ác nghiệp, cái tà hạnh, cái tà nghiệp của họ làm, tà mạng của họ làm. Ví dụ như họ sát sanh, họ lường gạt trộm cắp gì đó, mà bây giờ họ có một số tài sản rất là lớn, bây giờ thì họ bỏ đi, họ không làm nữa, bây giờ thì họ biết tu hay là gì đó, để cái tài sản đó có được gọi là một tài sản tà mạng hay không. Thì con nghĩ rằng bây giờ như thế này, nếu mà mình nói rằng cái vai trò, cái thời điểm mà một cái người người đó là người cư sĩ đi, thì nếu như là một người cư sĩ mà họ làm bằng những cái nghề gì đó do sát sanh, do trộm cắp hay là do lường gạt gì đó để có tài sản đó, thì chúng ta biết rằng nó tạo nên cái ác nghiệp bởi sát sanh, tạo nên cái ác nghiệp bởi sát sanh, hay là tạo nên bởi cái ác nghiệp bởi cái việc trộm cắp gì đó nha. Thì có nghĩa là cái tài sản nó thí dụ như nói là cái nghề người của người tu sĩ đó, thì có năm cái nghề mà gọi là không được làm, tức là buôn bán chúng sanh, buôn bán vũ khí, buôn bán thịt, rồi buôn bán chất độc, rồi vân vân, buôn bán chất sai. Thì những cái nghề đó là xem như là của cái người cư sĩ, một cái người Phật tử, mình tránh những cái nghề đó. Nhưng mà nếu như một cái người đó trước đây do họ sát sanh mà họ tích lũy được cái số tài sản, hoặc là trước đây họ do họ trộm cắp mà họ có một cái số tài sản lớn, thì vào cái thời điểm đó đó, con nghĩ rằng họ làm những cái nghề đó được là cái nghề gọi là tà mạng, nó cũng không đúng. Nhà nó cũng không đúng, bởi vì cái gì mà đem đến cái tổn hại, tức là làm đến cái tổn hại cái sinh mạng của sinh loài để có cái tài sản. Ví dụ như họ đâm trâu thuốc chó, hoặc là chài lưới cá gì đó họ làm, rồi bây giờ họ giàu lên, họ có cái số tài sản lớn vậy, thì cái nghề đó mình nghĩ rằng nếu như một người cư sĩ, mình Phật dạy rằng tránh năm cái nghề không được làm, để những nghề làm đó xem như là cái nghề tà mạng của những người cư sĩ. Cái nghề đó mà nếu như mình làm ra có của cải vật chất, thì cái của cải vật chất đó nó cũng không phải là gọi là chánh mạng ở trong đời sống, hay hoặc là những cái nghề cần cái người cư sĩ cần phải nên tránh. Còn bây giờ khi nói rằng bây giờ mình đi tu đó, mình đi tu, mình có cái số tài sản đó, thì con nghĩ rằng nếu mà là một bậc xuất gia, để mà xuất gia đi tu đó, thì hiện bây giờ nếu mà họ sống chánh mạng, họ sống chánh mạng đúng nghĩa, ví dụ bây giờ là họ không làm bất cứ một cái nghề nghiệp gì hết, cái nghề gì mà như là nói bậc xuất gia không được làm, từ nghề y sĩ, nghề bác sĩ, nghề thầy thuốc, cho đến là nghề làm nông, buôn bán, thương mại, coi bói xem pha gì đó, cái nghề đó thì gọi là bậc xuất gia không được làm. Làm cái những cái nghề đó là để có được những cái lợi nhuận, để có những cái sự thu hoạch đó, từ cái quê hồng đó đó, thì con nghĩ rằng cái đó là cái đời sống tà mạng. Nhưng mà nếu như bây giờ cái vị đó họ tu sĩ đó, thì con nghĩ rằng đã là một người vị tu sĩ, thì họ nếu mà sống chánh mạng đúng nghĩa là không làm những cái nghề như đã nói trên, mà là họ sống chánh mạng, tức là được cái gì, được cái sự hậu độ cúng dường từ cái hình thức đặt bát cúng dường, đi bát cúng dường hay trai tăng cúng dường, không do cái sự khơi gợi, không do cái sự nói ướm, không do một cái sự kêu gọi một cách gì đó, thì con nghĩ rằng cái người đó sống chánh mạng đúng nghĩa trong một cái, với cái vai trò của vị đó là một cái vị tu sĩ. Nhưng mà cái tài sản mà cái thời điểm mà cái vị đó là người cư sĩ đó,
mà làm ra cái tài sản đó, tài sản con nghĩ rằng do sát sanh hay là do trộm cắp hay là do lường gạt gì đó mà họ có được đó, thì cái tài sản đó thời điểm đó là gọi là thời điểm gọi là tài sản, nó không gọi là được gọi là chánh mạng. Mà bây giờ nếu mà vị đó đã xuất gia tu, biết tu rồi, sống đúng nghĩa, tức là mình chỉ lo chuyên tu thôi, lo chuyên tu thôi, lo giữ giới, lo học Phật pháp, lo hành thiền, lo hướng dẫn Phật pháp đến cho mọi người để lan tỏa, thì con nghĩ rằng mình làm cái việc đó, những cái việc của cái người tu sĩ, vai trò của một cái người tu sĩ, thì con nghĩ rằng vì đó là sống với đời sống chánh mạng. Thì ở đây hỏi rằng cái tài sản đó có thực là được gọi là cái tài sản mà chánh mạng hay không đó, thì con nghĩ rằng cái thời điểm đó họ làm, nếu vai trò là người cư sĩ thì quả thật là không chánh mạng, không phải là chánh mạng, bởi do sát sanh hay là do trộm cắp lường gạt. Còn bây giờ nếu là đã biết tu xuất gia rồi mà mình có những cái tài sản đó, thì con nghĩ rằng bởi vì cái tài sản đó là trước đây, còn hiện bây giờ cái vị đó là chánh chơn chánh tu, tức là từ bỏ những cái nghề nghiệp ở bên ngoài, như trong kinh nói rằng là nếu mà gọi là mình là nghề lương y thì gọi là thầy thuốc, mình người làm nông thì gọi là nông dân, người người làm gì đó binh sĩ gì đó thì gọi là quan quân, rồi người làm này làm kia đó thì cái nghề đó được gọi là cái nghề, gọi cái tên của người đó là như vậy. Nhưng mà nếu mà là một tu sĩ mà chân chánh thì con nghĩ rằng hiện bây giờ họ đang sống chân chánh, họ sống chánh mạng, thì hiện bây giờ là họ được gọi là một cái người có chánh mạng. Còn cái tài sản mà trước đây phát sanh á, thì cái tài sản thời điểm đó con nghĩ rằng đó là tài sản đó, nó gọi là tà mạng. Nhà cái tài sản đó là được gọi là cái tài sản của cái vật chất đó là của cái của do tà mạng mà có. Bởi vì cái việc làm của người cư sĩ như năm nghề đã được nói, buôn bán chúng sanh, buôn bán thịt, rồi buôn bán vũ khí, hay là buôn bán chất sai, buôn bán chất độc, phải mình phải hiểu rộng cái chất độc ở đây đó, là từ ở cái nghề mà mình bán thuốc bảo vệ thực vật cũng vậy, bởi vì nó là chất độc để hại sinh loài, bởi vì nó có diệt những cái gọi côn trùng, diệt những loài mà thiên địch này kia rồi đó, thì con nghĩ rằng để mà mình có được cái tài sản đó, cái của cải đó, thì cái nghề đó người cư sĩ cũng không được nên làm, bởi vì mình làm là nó xem như là cái nghề tà mạng của cái người cư sĩ. Thì đây cái ý mà con xin được chia sẻ trong cái câu hỏi mà Hòa Thượng nêu đó. Nếu có điều chi chưa rõ thì con kính thỉnh Hòa Thượng bổ túc thêm. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy giá. Sa thủ cái trường Thị Tòa Pháp Tân. Xin được hỏi Thị Tòa Pháp đang còn ở trước máy không? Nếu thì tôi đang nghe được, xin thì tôi hoan hỷ trở lại với câu thảo luận tiếp theo. Một lần nữa xin được hỏi thì tôi đang thì tôi có mặt ở trước máy không? Dạ. Thì tôi đang ở bên Mỹ bây giờ đó. Yeah. Có rất là nhiều cái ngành nghề mà đôi khi người ta không biết rõ cái sản phẩm mà mình tạo ra nó là cái gì. Thí dụ như rất nhiều người Việt Nam làm cho những công ty điện tử, và những công ty điện tử này đó họ nhận hàng ráp một cái bộ phận nào đó mà mình hoàn toàn không biết bộ phận đó dùng để làm cái gì, mình chỉ biết ráp bộ phận đó thôi, và bộ phận đó có thể được dùng cho một cái bộ máy y khoa, tức là làm cho bệnh viện, và cái bộ phận điện tử đó có thể dùng để cho một cái hỏa tiễn giết người hàng loạt. Thì người Phật tử khi làm trong những công ty điện tử đó đó, có nên nghĩ rằng không biết mình làm cái này tà mạng hay chánh mạng, mình làm cái này tốt hay không tốt, hay là mình cứ làm thôi? Thì tòa pháp đang khoan hỷ cho một lời khuyên bình định. Alo.
Dạ. Thật sự nếu mà mình làm một cái công việc gì đó mà mình chưa có biết, mình chưa biết được cái vật đó là chế một cái loại vũ khí, mình chưa biết, thì nếu mà nói rằng mình, nếu mình chưa biết như vậy đó, thì rõ ràng là cái xác định của mình chưa có. Nhưng mà nếu mình đã biết cái đó là một cái vật mà để giết người rồi đó, thì mình nên tránh. Tại vì thường thường bây giờ mình, nếu mình biết mình cố gắng làm như vậy đó, thì nó không nên. Còn mình biết cái vật đó là một cái vật mà để làm sự giúp người đó, thì mình biết cái vật đó thì mình nên làm. Ở trên đây á, trên mình phân biệt như vậy đó, vì mình nói rằng á, bởi vậy mình nếu mình đã biết rồi mình vẫn làm đó, điều đó là cái điều mà Đức Phật gọi là phi chơn, cứ tưởng thực chơn, thực chơn là thấy phi chơn, nó là tư duy một cách bài tàng, người như thế ấy có mà đặt chơn, thực chơn biết đó thực chơn, phi chơn biết đó phi chơn mới là đó. Tư duy chẳng chút vậy tài, người như thế ấy mới là đạt chơn. Thì rõ ràng đó, nếu mình một cái người Phật tử, mình lắp ráp những cái phụ kiện đó, mình cũng không biết là cái vật này nó làm cái gì hết đó, thì mình chỉ làm như vậy thôi đó, thì theo con nghĩ rằng cũng chưa có gì gọi là cái tội lỗi gì trong vấn đề đó. Cái tội lỗi là khi mà nó, người ta biết cái vật đó rõ ràng là cái vật để sát hại chúng sanh, thì lúc họ biết như vậy mà họ vẫn làm đó, thì cái đó là cái điều mà nó kết tụ thành cái nghiệp. Bởi vì cái tâm của mình nó có những cái khuynh hướng, khuynh hướng có nghĩa là mình cố gắng tạo tác. Bởi mình biết cái việc đó là việc ác, rồi mình còn cố gắng mình làm đó, thì cái điều đó nó là một cái điều mà nó mang lại cái hậu quả rất là khổ đau cho mình. Ví dụ mình biết rằng cái nghề đó là cái nghề đồ tẩy, mình chặt giết chúng sanh như vậy đó, thì rõ ràng mình biết. Nhưng mà thật sự ra bây giờ thì cái xã hội bây giờ, cái thời đại bây giờ thật sự rất là khó. Và mình cũng khi mình làm một cái chip, một cái gì đó, mình cũng không biết là cái vật đó để làm cho một cái ngành y, hay là làm cho một cái ngành, một cái loại vũ khí, mình hoàn toàn không biết. Thì theo con nghĩ rằng nhé, nếu mà đã không biết, họ không hoàn toàn không biết như vậy, họ không cố ý như vậy đó, thì họ không thể nào mà tạo nghiệp. Giống như câu chuyện mà cái người con gái thợ săn, người vợ của anh thợ săn, cứ mỗi ngày chồng kêu thì người vợ đưa cái đó thôi, chứ vợ cũng không biết là cái vật đó đi sát hại chúng sanh. Thì theo con nghĩ rằng nhé, cái người mà họ biết rồi mà họ cố họ làm đó, cái điều này nó mới thật sự là cái tâm nó có những cái tư mà nó cố quyết làm để tạo nghiệp. Còn nếu mình chỉ sản xuất như vậy, mình chỉ làm như vậy thì mình hoàn toàn không biết người ta làm cái gì đó. Nếu mình biết cái đó là một cái loại vũ khí rồi mình cố gắng làm như vậy thì không nên, nó sẽ mang lại cái hậu quả. Thì thật sự ra bây giờ thì quý vị thấy rằng cái phương diện này đó, nó thật sự là một cái điều mà hiện giờ đó mình nghe người Phật tử họ nói, họ đi ráp những cái linh kiện, mình hoàn toàn cũng không biết là họ ráp cái linh kiện đó là một cái tai phone, hay là một cái điện thoại, hay là một cái nồi vi sóng, hay là một cái nồi cơm điện, hoàn toàn mình không có biết được. Thật sự là họ làm di chuyển nhau, hoặc là họ mua những cái thành phẩm này về họ chế kia cái nọ thì nó cũng rất là nhiều. Luôn cả hiện giờ mình nói như bên Nga đó, họ lấy những cái chip từ trong những cái máy lạnh, từ trong những cái máy móc này kia nọ, họ lắp ráp vào những cái linh kiện đó, họ lắp ráp vào những cái chiếc thiết giáp, hoặc là những cái loại vũ khí đó, thì hoàn toàn mọi người kia cũng bất ngờ những cái đó là họ để làm trong những cái khác, bây giờ họ đem họ chế vào những cái khác. Thì thật sự ra đó, đúng ra là cái người họ cố quyết làm đó thì họ mới chịu cái ác quả đó thôi, chứ
vì họ biết cái chuyện đó là họ làm để sát hại chúng sanh. Còn một cái người khi mà họ sản xuất họ hoàn toàn không biết, thì con nghĩ rằng không có thể nào nói cái điều đó. Nếu mà có thì có ai đó nói thì cũng không có chê trách người đó được, vì người đó không, hoàn toàn không biết. Nếu mà nói nghiệp thì rõ ràng họ vẫn là cái nghiệp, họ vẫn là cái việc không biết, chứ không phải họ biết cái đó là cái loại vũ khí. Thật sự đó, có nhiều khi chế thành những cái loại phục vụ cho những cái ngành, những cái máy giặt hoặc là máy sấy mấy này kia nọ, nhưng mà họ đem ra họ sử dụng cho cái khác, mình cũng hoàn toàn không biết được. Như vậy thì rõ ràng cái cố quyết làm những cái loại vũ khí mà họ biết đây là loại vũ khí đó, thì những người đó phải tạo những cái ác nghiệp. Còn những người họ chế tạo những cái linh kiện đó, thì cái linh kiện nó để làm cho đủ thứ hết biết được, và họ lắp ráp thì họ cũng lắp ráp một phần nào đó cái đường dây chuyền đó, thì họ cũng hoàn toàn họ cũng không biết. Thì theo con nghĩ rằng á, thật sự đó, cái việc này cũng rất, mình nói rằng cái theo Phật pháp mình học mình hiểu đó, thì họ hoàn toàn không biết, họ cũng không có tạo cái nghiệp. Nhưng mà nếu họ biết rõ ràng cái vật này để làm ở trong cái một cái vũ khí giết người đó, thì họ biết rõ ràng như vậy đó, thì họ còn cố làm như vậy thì họ không nên. Thì theo con đó, thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin thỉnh Ngài Hòa Thượng trở lại. Nếu Ngài Hòa Thượng cần nói gì thêm thì thỉnh được. Sa thú kính trình thượng tọa Pháp Đăng với câu trả lời vừa rồi. Thượng tọa Pháp Đăng xin hỏi thượng tọa có nghe được không? Và nếu thượng tọa nghe được, thượng tọa Pháp Đăng, chúng ta đọc ở trong trong kinh thì có rất nhiều trường hợp Đức Bồ Tát Ngài từ bỏ gia đình, từ bỏ sản nghiệp để vào rừng, và khi Ngài đi vào trong rừng thì Ngài sống bằng một đời sống rất là giản dị, tức là sống bằng những cái trái cây, rau củ mà ở trong rừng, chứ không có mưu sinh như người ở dưới ở dưới thành phố, ở làng. Và ngay cả một vị cư sĩ đệ tử của Đức Thế Tôn Kassapa là cư sĩ Khatakara làm nghề đồ gốm, nhưng lại cũng không đi đào đất, mà chỉ đi lấy đất ở những cái hang chuột, những cái hang mà con vật nó bươi lên rồi các ngài lấy đem về đó. Thì ngài Khandikara ngài lấy đem về đó, ngài làm thành những cái chén bát rồi đem đi nung, nung rồi để trước cửa nhà, ai thấy có nhu cầu thì đem gạo đem việc đến đổi lấy nó về. Thì muốn hỏi thì tôi pháp thân là cái đời sống như là cư sĩ Khatakara đó, mặc dù là một cư sĩ, mặc dù là người nặng làm những thứ đất nung để mà nuôi bạn, nhưng mà rất là cẩn trọng. Thứ nhất là không đào đất mà chỉ lấy đất từ những hang chuột, hang này kia nó bươi lên. Và thứ hai nữa đó là không có buôn bán bằng tiền, mà chỉ để trước cửa nhà là ai đến thấy có thể đổi cái gì được, họ đem đổi gạo, đổi này kia lấy và dùng ở đây để nuôi dưỡng cha mẹ đó. Thì một cái sự nuôi mạng như cư sĩ Khatikara đó, vị thánh và sau này là vị thánh Anaham á, thì đó Pháp Tân nghĩ rằng cho chúng ta những cái bài học gì về thế nào là chánh mạng, và dĩ nhiên nó rất là tế nhị rồi, nhưng mà có những người ý gì cho mà qua đó chúng ta học được hay không? Kính thỉnh thượng tọa Pháp Tân. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào đại chúng trong rừng. Theo con nghĩ qua hai cái câu chuyện mà Hòa Thượng đã nêu đó, tức là Bồ Tát chọn cái hạnh là sống độc cư ở trong rừng, rồi chỉ hái hoa quả dùng thôi, sống cuộc sống rất giản dị, thì con nghĩ cái hạnh đó là bởi vì khi mà mình tiếp xúc thật nhiều á, thì có những điều mình khó thể là mình chọn cho một cái đời sống xuất gia được. Nha. Xuất gia khi mà mình nói rằng đời sống tâm lý
bằng với cái tâm lý. Hơn nữa khi đó là Bồ Tát, chỉ mới là Bồ Tát thôi. Dạ. Nhưng mà Ngài đã có cái đời sống xuất gia, cái đời sống mà có thể là ở một cái nơi thanh vắng, độc cư, rồi chọn cái là hái hoa quả, ăn bằng những cái hoa quả như vậy, nó đơn giản như vậy nè, là một trong cái hạnh mà con nghĩ rằng mặc dù là Bồ Tát, nhưng Ngài có tập cho một cái hạnh là để mà sống với đời sống xuất gia. Riêng về thanh niên Khatikara mà mình đọc ở trong kinh ấy, làm cái nghề đồ gốm, tức là chỉ lấy những cái đất sét của những cái con chuột, con này con kia nó đào hang lên ấy, thì con nghĩ rằng cái đó đem về rồi là nung ra, bởi mặc dù là như vậy nhưng cũng còn nuôi một cái người mẹ sống. Nhưng mà rồi đó là không tránh đi cái việc mà đào đất, bởi vì đào đất thì chúng ta biết có những cái loại côn trùng như trùng dế ở trong cái đất đó, thì có thể là vô tình là mình làm trúng chết đấy. Có thể là đào trúng thì chết những cái con vật đó, cho nên tránh những nhân mà để làm tổn hại đến những cái sinh loài. Rồi cái thứ hai nữa đó là khi mà có những cái sản phẩm mà bán ra, có những cái sản phẩm mà làm ra những cái thành phẩm như những cái gốm, đồ gốm, chén tô gì đó, thì khi mà đem ra thì để đó, ai muốn cần thì lợi lấy. Rồi có những cái quê hồng, cái đó để đổi lấy gạo để nuôi mẹ. Thì quả thật là cái thanh niên Khatikara sau này là chứng quả Anaham, thì chúng ta cũng biết đó là cái hạnh của bậc thánh, học hạnh bậc thánh. Giống như trong kinh Tăng Chi đó, thì có nói cái chuyện mà kinh Tăng Chi Phật có nói đến cái câu chuyện là một người mà giữ giới đó, giữ giới như thế nào gọi là giữ giới những cái người bình thường, gọi là giữ giới bát quan ấy, là học hành của bậc thánh, học hành của bậc thánh. Bởi vì những bậc thánh hiền ấy, thì người ta là giữ trọn đời là không sát sanh, không có hành gọi là không có phi phạm hạnh, rồi không có trộm cắp, không tà, không dối trá, rồi không uống các chất sai, không ăn phi thời, rồi hoặc là không có nghe nhạc kịch hoặc ngó nhạc kịch và nằm nơi chỗ cao, vân vân. Thì con nghĩ rằng là cái gọi là mình tu bát quan, tu tám giới trong một ngày đó là học hạnh của bậc thánh, nhà học hạnh bậc thánh. Và trong kinh nói rằng là mình hãy học theo bậc thánh, hãy như là một cái người mà giữ giới đúng nghĩa, chứ đừng như là một cái người mà chăn bò. Tức là cái người mà chăn bò mướn đó, họ chỉ có cái nhiệm vụ là sáng lùa ra là bao nhiêu con bò, rồi chiều là họ lùa về bao nhiêu con bò, họ đếm cho đủ, họ giao cho ông chủ là xong trách nhiệm của họ. Thì ý ở đây đó là nói là giữ giới đó, giữ giới như một cái người chăn bò, làm giống như là cho nó tròn một ngày vậy, chứ còn sự thật ra là mình không có bằng giới cái tác ý khéo, bằng giới cái sự từ bỏ của mình để mà mình được xuất ly, hay là để mình được xuất gia, hay để mình sống một cái đời sống chánh hạnh, chánh mạng như một bậc thánh. Cho nên ở đây là giống như là một cái người chăn bò, điếm bò cho chủ, rồi là xong trách nhiệm. Nhưng nếu mà một người mà sống một đời sống chánh hạnh như một bậc thánh và học hạnh theo một bậc thánh, thì đó là cái người mà giữ giới đúng nghĩa, giữ giới đúng nghĩa như là Ngài Bát Quan, mà mình giữ đúng nghĩa như vậy để học theo cái bậc thánh. Ví dụ như là hai cái câu chuyện đó, chúng ta thấy rằng mặc dù là hai người cư sĩ, thanh niên Khatikara còn nuôi mẹ,
và Bồ Tát có những kiếp ngài sống một đời sống độc cư, rồi ngài ở trong rừng để rồi ngài ăn những cái thứ trái cây và ngài tránh đi những cái chuyện mà nó tiếp xúc hoặc là có những sự va chạm đó, thì nó sẽ tạo ra những cái hạnh nghiệp mà nó không tốt. Mà ở đây con nghĩ rằng qua hai cái câu chuyện đó, nó trở thành một cái bài học, dù chúng ta là người cư sĩ, dù chúng ta là người là bậc xuất gia, thì hãy tập cho mình một cái đời sống viễn ly, một đời sống chánh hạnh, một đời sống chánh mạng, để rồi mình tránh xa được chừng nào đó là tốt chừng nấy. Mà qua đó chúng ta thấy rằng thanh niên Khatikara sau cái kiếp đó thì đã chứng quả tam quả, chẳng hạn là một vị thánh bất lai. Rồi đó là cái chuyện của Đức Bồ Tát của chúng ta, khi tuy là còn là hình tướng của một người cư sĩ, nhưng mà cái tâm nguyện để trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác đó, cái tâm nguyện trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác đó, cho nên cái hạnh mà ngài tập cho ngài một cái đời sống viễn ly, để chúng ta thấy rằng là các bậc thánh cũng vậy, đệ tử của Đức Phật cũng vậy, dù là sống ở đâu nhưng mà tâm các ngài luôn luôn là vô hại, luôn luôn vô hại, và luôn luôn có một cái tâm lý là sống viễn ly. Viễn ly đối với các cái phiền não, viễn ly các cái sự ràng buộc, viễn ly trong cái sự mà để rồi nó ràng buộc, trói buộc ở trong cái đời sống của mình, để mà mình không thoát ly được. Thì con nghĩ rằng qua cái hình ảnh đó, thì con nghĩ rằng dù là chúng ta là ở một cái vai trò nào, dù là người cư sĩ hay là các cái bậc xuất gia, thì cũng nên học những cái hạnh của các vị đó, như là thanh niên Khatikara. Chúng ta có cái tác ý, chúng ta có một cái tâm để mặc dù là với cái hoàn cảnh còn phải nuôi mẹ, nhưng mà phải tránh đi những cái nhân. Khi mà mình đào những cái đất lên thì cái đất đó ở chắc chắn là dưới đất nó có những cái loại côn trùng như là trùng, dế, mối, kiến gì đó, chắc chắn không, cũng có. Vì vậy thanh niên Khatikara chỉ lấy những cái loại đất mà các cái chuột con này con kia nó đào lên rồi lượm về đó, rồi mới nắng nhồi rồi nung nấu, rồi nó mới trở thành những cái đồ gốm, mà cũng không phải là đi ra để buôn bán hay là cái gì, chỉ để đó để trao đổi những cái thực phẩm, trao đổi những cái gì để có, để vừa là mưu sinh mà vừa là nuôi mẹ cho một cách tốt nhất. Như vậy thì mặc dù là cái đời sống là người cư sĩ còn phải nuôi mẹ, nhưng mà vẫn có một cái tâm để hướng đến cái sự tu tập, hướng đến cái sự giải thoát. Bởi vì cái gì cũng vậy, trong cái đường tu đó thì một là mình làm lợi ích cho mình, tức là mình tránh đi những cái nhân không tốt, và mình làm sao cho cái tâm mình được an tịnh để đạt đến cái sự an lạc giải thoát. Hai nữa là mình làm lợi cho tha nhân, và làm lợi cho tha nhân cũng có nghĩa là làm lợi cho mình. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Làm lợi cho tha nhân là cái cách mà mình nghĩ rằng dù mình làm cái chuyện gì hướng thiện đến người khác, cũng mong rằng các cái thiện sự công đức này để trở thành một cái hành trang, trở thành một cái phương tiện để đưa mình đến cứu cánh giải thoát. Đó là mình làm lợi ích cho tha nhân, nhưng đồng nghĩa là mình làm lợi ích cho mình. Rồi mình đồng làm lợi ích cho quyến thuộc, cũng như là các cái bậc Bồ Tát chánh đẳng chánh giác như vậy, thì các ngài cũng làm lợi ích cho quyến thuộc, dù là ở trên vị nào đó thì cũng hướng quyến thuộc đến với Phật pháp, hướng quyến thuộc đến với Phật pháp. Và điều đó Đức Phật ngài đã làm, điều đó Đức Phật ngài đã làm. Khi mà ngài giác ngộ rồi đó, thì trước khi giác ngộ ngài là còn Bồ Tát, thì có lẽ là ngài cũng đã tiếp độ Phật quyến thuộc ở đến với Phật pháp này. Rồi khi mà ngài thành chánh quả, quả chánh đẳng chánh giác rồi đó, thì ngài trở về hoàng cung, hay hoặc là ngài tiếp độ quyến thuộc ở trong nhiều trường hợp khác nhau đó, thì mình thấy rằng ngài cũng hứa quyến thuộc đến với Phật pháp này, rồi
đạt được cái thánh đạo thánh quả, đạt được cái sự giải thoát, trở thành một bậc A-la-hán tinh văn trong cái hàng quyến thuộc của Ngài, thì Ngài đã làm lợi ích cho quyến thuộc. Thì chúng tôi nghĩ rằng là dù mình ở cái phương diện nào, tâm mình muốn xuất ly để cầu đạo giải thoát, hướng đến cái quả vị giải thoát, thì mình vẫn có một cái cách để mà mình làm, nhà có cách mình để làm để rồi mình tránh hết tối đa, tránh tối hết mức có thể, thì mình tránh những cái nhân xấu đó đi. Nhưng mà rồi đó là mình phải có cái tác ý hướng đến cái sự thanh tịnh, hướng đến cái sự giải thoát, thì chúng tôi nghĩ rằng sớm muộn gì thì mình cũng được cái thanh tịnh, mình cũng được giải thoát mà thôi. Thì đó là cái ý mà con xin chia sẻ qua cái câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu. Con kính thỉnh Hòa Thượng trả lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Sa thú kính trực từ tổ Hợp Đăng. Từ tổ Hợp Đăng ơi, không biết từ tổ Hợp Đăng có ở trước máy không? Nếu từ tổ Hợp Đăng nghe được, xin thỉnh từ tổ Hoàng Hỷ trả lời cho cô thảo luận kế tiếp. Một lần nữa xin được hỏi từ tổ Hợp Đăng, từ tổ có ở trước máy không vậy? Có lẽ là từ tổ Hợp Đăng không nghe được. Dạ nghe được từ tổ Hợp Đăng. Từ tổ Hợp Đăng nghe. Ở trong buôn bán đôi khi người ta có một cái gọi là xảo thuật, là ví dụ cái người bán đó, họ nói một món đồ hiếm, rồi họ nói rằng họ mua món đồ này rất là mắc, bây giờ họ có việc cần, họ chỉ bán lại giá rẻ thôi, và cái hàng này thật ra không phải dễ tìm, vân vân. Và do cái cách nói dối của họ đó, cái người mua bị thuyết phục, thấy rằng đây là món hàng khó mua, và mình mua được thì đúng là một cái cơ hội hiếm có, nhưng thực sự nó không phải vậy. Thì cái lời nói đó để bán được món đồ đó, thì cái đó gọi là tà ngữ hay là tà nghiệp. Tà ngữ ở đây tức là mình nói dối, tà nghiệp ở đây tức là mình tìm cách mình cho người ta, dẫn đạo cho người ta sai lạc. Và tà mạng ở đây là lưu mạng không chân chánh. Thì nếu mà mình một cái hành động như vậy, mình tính là tà ngữ, tà nghiệp hay tà mạng? Xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng Hoan Hỷ chia sẻ và suy nghĩ về điểm này. Alo. Dạ, con Pháp Đăng kính thánh lễ Đức Tam Bảo, con kính thánh lễ Đại Hòa Thượng, kính thánh lễ Thượng Tọa Pháp Đăng, con hình ảnh Đức Thầy Trì, Đức Tự Đức cùng mẹ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào với hai cô tôn nữ thân già của tự. Nếu một người mà họ dùng cái lời nói của họ đó để họ trao chuốc một cái vật gì đó để họ bán cho được với một cái giá gấp đôi gấp ba, thì con nghĩ rằng cái đó là một cái tà ngữ, nhưng mà nói về cái một cái lời nói dối. Nhưng mà nếu mà nói về cái để nuôi mạng, nó cũng có luôn cả cái tà mạng. Tại vì cái vật này là cái vật mà họ lừa đảo đi, họ có. Thì con nghĩ rằng nó cũng cả hai cái nghiệp. Chứ nó không phải chỉ là một cái nghiệp về cái lời nói. Tại vì cái lời nói, nếu mà mình nói dối người ta đó, thì cái chuyện mà không nói có, nghĩa là mình giống như mình không biết cái đó mình nói biết. Nhưng mà thật sự ra cái vật này là cái vật trước mặt mà mình thổi phồng lên để mình bán cho được. Thành ra con nghĩ rằng cái việc mà như vậy đó, nó cũng là để nuôi mạng của họ, thì họ cũng với cái việc nuôi mạng như vậy, họ cũng coi cũng là tà mạng, nhưng mà cũng là tà ngữ. Nó cũng là tà ngữ, cũng là tà mạng. Tại vì thường thường thì mình nói rằng cái việc nói dối là nói không thật. Nó công thật là trong cái việc đó nó là cái vật mà họ đang mua bán để họ sống, mà họ nói như vậy thì họ cũng gọi là tà mạng, cũng gọi là tà ngữ. Theo con nghĩ là như vậy. Tại vì nếu mà họ căn cứ cũng giống như mình nói, cái nghiệp đó là cái nghiệp mà thân khẩu ý, hay là cái nghiệp mà khẩu ý, hay là cái nghiệp thân ý, hay là cái nghiệp thân khẩu ý,
thì cũng giống như vậy, nói về cái nhìn vào đó thì chúng ta thấy nó chỉ là việc nói dối thôi. Nhưng mà thật sự ra đó, cái việc nói dối của họ đó, nó để nuôi mạng sống của họ. Và thành ra họ cũng là vừa tà ngữ mà vừa tà mạng. Thì theo con nghĩ, tại vì mình nghĩ rằng cái vật đó để họ nuôi mạng sống, liên quan đến nuôi mạng sống, họ làm cái việc như vậy. Họ nói để họ bán cho được cái vật như vậy. Thì con nghĩ rằng cả hai cái việc mà vừa là tà mạng, vừa là tà ngữ nữa. Chứ không phải là chỉ là tà ngữ không, mà nó là tà mạng nữa. Tại vì mình làm xét theo cái hiện tượng cái vật đó, đó mà họ cố ý họ nói, và người ta cũng mua, mà họ cũng biết là họ đã lời với cái giá gấp đôi gấp ba, thì con nghĩ rằng đây là một cái việc mà họ sống họ cố ý lừa gạt người ta cho được, để họ có cái tài sản. Thì tôi có nghĩ rằng cả hai cái vấn đề đó nó đều liên quan với nhau, chứ không chỉ là cái tà ngữ không, mà nó luôn là cả là tà mạng luôn. Thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic lại cho Ngài Hòa Thượng, nếu Ngài Hòa Thượng nói gì thêm thì Ngài Hòa Thượng. Kính thưa Thượng Tọa Pháp, Thượng Tọa Pháp Tăng rất nhiều. Xin một câu thảo luận sau cùng với Thượng Tọa Pháp Tăng, và sau đó sẽ trở lại với quý Phật tử. Thưa Thượng Tọa Pháp Tăng có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tăng nghe được, xin Thượng Tọa Pháp Tăng hoan nghị cho biết. Thượng Tọa Pháp Tăng, ở trong đời sống chúng ta ngày nay, công ăn việc làm nó chiếm rất là nhiều cái phần năng lực thì giờ của chúng ta, và đôi khi rất là khó để chúng ta nói rằng cái nghề mình bảo đảm hoàn toàn tốt. Nhưng bây giờ một người á đang làm việc và họ muốn đi tu thiền, và trong cái đời sống tu thiền á thì mình cần cả bát chánh đạo, cần chánh mạng luôn. Thì nếu một người nói rằng ở trong thời gian mình tu thiền đó, mình thọ trì bát quan trai giới và mình tách biệt với đời sống hàng ngày, mình có cuộc sống hoàn toàn của người tu bát quan trai giới, mình không làm hết, chỉ là tu thiền thôi, thì cái sự tách biệt đó nó có thực sự hiệu quả không, hay là cái tiền bạc mà mình xài chi dùng và cuộc sống của mình nó vẫn còn ảnh hưởng vào cái nghề mà mình vốn đã làm từ lâu rồi. Mình lấy ví dụ đi, là một cái nghề đó là nghề đánh cá. Bây giờ bỗng nhiên họ thấy rằng họ đánh cá lâu ngày có tiền của bạc, bây giờ họ ngưng ngang, họ bỏ đi hành thiền, thì họ có thể là tách rời khỏi cái nghề của họ là nghề đánh cá đối với công việc hành thiền của họ không? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào đại chúng trong rừng. Ở đây con nghĩ rằng cuộc sống này quả thật là nó có nhiều cái khó khăn, nó có những cái sự trở ngại và nó có những sự ràng buộc nhất định. Và cái đời sống tu hành này đó là chúng ta tìm cách để thoát ra cái sự ràng buộc. Tìm cách để thoát ra cái sự ràng buộc. Và trong mọi cái sự thoát ra ràng buộc đó là tùy vào mỗi người. Tùy vào mỗi người. Thoát ra ràng buộc hệ lụy của phiền não, hệ lụy của cái sự luân hồi khổ đau, hệ lụy của cái này cái kia đó, thì rõ ràng là tùy thuộc vào mỗi người. Tùy thuộc vào mỗi người. Mình thoát ở mức độ nào hay là mình chưa hoàn toàn thoát được thì tùy vào mỗi người. Ở đây con nghĩ rằng Phật Pháp thì ứng dụng cho từng người, nhiều người ở trên cuộc đời này. Mình có thể xuất gia với trọn vẹn với cái việc mà dành cái thời gian còn lại cho cái sự tu hành của mình hết thời gian. Có những người cư sĩ đó thì họ còn nhiều cái sự ràng buộc ở bên ngoài, từ gia đình, xã hội, địa vị, công việc,
nó có nhiều thứ. Thì bây giờ thì họ là người cư sĩ, thì bây giờ đời sống của họ thì họ phải lo mưu sinh, mưu sinh thì làm cái nghề này, làm cái nghề kia. Ví dụ như là họ làm cái nghề này, nghề kia. Chẳng hạn như là cái nghề đánh cá hay là nghề làm gì đi. Thì mình biết là cái nghề đó là cái nghề nó trực tiếp là sát sanh, nghề trực tiếp sát sanh. Bây giờ thì họ bỏ ra cái thời gian để họ tu bát quan trai, rồi họ dành cái thời gian để họ tu thiền. Thì mình biết là mình vô tu thiền thì mình phải dẹp hết những cái là sự ràng buộc. Ở ngoài thì mình muốn ăn gì đó mình ăn, muốn ăn giờ nào thì mình ăn. Thì vô đó thì mình tu bát quan trai, giữ tám giới, tức là mình vô hành thiền để mình giữ tám giới, giữ trọn vẹn. Rồi thậm chí là mình không có quan tâm những cái vật dụng xung quanh nữa. Chúng tôi nhớ có một lần đi qua trường thiền bao là các cái đồ vật dụng của mình thì mình cũng không có giữ đâu. Chỉ có cái, thậm chí cái giấy tờ của mình cũng không giữ, nhờ người ta giữ. Rồi mình chỉ là đi tới giờ nghe tiếng kẽn, tiếng mõ gì đó, thì mình chỉ ôm bình bát xuống tới cái nơi đó, giống như là cái nơi mà Chư Tăng đi bát vậy đó. Rồi những cái người đàn tính, người cư sĩ, họ cúng dường những cái thực phẩm, rồi ôm bình bát lên rồi mình thọ dụng thôi. Thọ dụng, mình không có ràng buộc cái gì hết, đơn giản. Rồi nếu mà mình dành cái thời gian mà cho cái việc mà mình quan tâm tới những cái việc khác, ăn uống rồi cái việc này việc kia, thì quả thật mình còn nghĩ nhiều thứ thì nó còn nhiều cái sự ràng buộc. Mà tu thiền thì mình càng đơn giản chừng nào, tức là những cái cần và đủ để cho cái đời sống của mình nó cần để mà mình sống tạm thời để mà mình tu thôi. Thì chúng tôi nghĩ rằng mình dẹp hết xung quanh những cái sự ràng buộc thì mình hành thiền, nếu mà mình chuyên tâm hành thiền ấy, thì nó cũng có cái sự an lạc, cũng có những cái sự an lạc cho mình chứ. Và nó có những cái sự kết quả nhất định nếu mà mình có thời gian dài. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng là sự thật ra đó, nếu mà mình nói là tuyệt đối hết để mà mình chuyên tâm thì chỉ có những cái bậc xuất gia. Đúng nghĩa thì quả thật là mình dành cho cái đời sống của mình chuyên tâm cho cái việc tu tập thôi. Còn người cư sĩ thì họ có nhiều thứ, nhiều cách, nhiều cái cuộc sống trong cuộc đời này họ còn ràng buộc. Họ biết rằng họ đến chùa đó, họ đến thiền viện để họ tu trong 10 ngày, nửa tháng, tháng gì đó, thì con nghĩ rằng họ cũng sắp xếp lắm. Họ cũng phải biết sắp xếp cái thời gian. Sự thật ra là do mình nữa. Cái đó, điều đó cũng tùy thuộc vào do mình. Mình có thể cái tâm của mình nó dẹp bớt những cái sự ràng buộc ấy, thì mình mới có được, khi mà mình hành thiền thì nó mới có được cái sự an lạc. Rõ ràng thì cái đời sống mà mình tu hành ấy, nếu mà mình được làm những cái điều gì, cả giữ bát quan, rồi mình hành thiền chuyên như vậy, mình có sự liên tục đó, và một thời gian dài, thì mình mới có cái sự thuần thục được, và mình mới có được cái sự kết quả. Còn nếu như mà mình trong khoảng thời gian đó ngắn đó mà để rồi mình tu bát quan, rồi là để rồi mình chuyên tâm hành đạo đó, hành thiền đó, thì cái tâm của mình đó, chúng tôi nghĩ rằng do là chưa được thuần thục thôi, chứ điều này cũng không phải là nói ai giỏi ai hay, nhưng mà do rằng mình biết rằng cái tập khí phiền não của mình đó, thì nó nhiều đời nhiều kiếp, và nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ mình bỗng nhiên mình bỏ gạt ngang để mà mình đi tu, thì đó là cái điều mà mình đáng khuyến khích, cũng như là đáng được trân trọng những cái điều đó. Chứ còn nếu như mà mình nói rằng giống như các cái bậc xuất gia để chuyên tâm lo ngày tối lo hành thiền không, thì người cư sĩ họ chưa có làm được những điều đó. Cho nên là con nghĩ rằng là cũng khuyến khích cho những người cư sĩ, khi mà mình ở nhà mình ở nhà cũng vậy, không phải nhất thiết là mình phải đến trường thiền mình mới làm những điều đó, nhưng mà mình ở nhà thì mình cũng tập dần cho mình. Rồi khi mà mình đến trường thiền thì quả thật là mình phải có một cái tâm lý mình chuẩn bị sẵn sàng,
trong cái sự từ bỏ những sự ràng buộc, từ bỏ những sự ràng buộc, những cái thói quen, những cái gì ở bên ngoài chúng ta phải thật sự là bỏ. Nhưng mà muốn được điều đó thì mình phải bất cứ trường hợp nào, bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ thời gian nào, mình cũng có thể tập cho mình những cái sự từ bỏ. Thì mình mới hành thiền, nó mới có cái sự kết quả. Nhưng mà cuộc tu này thì chúng tôi nghĩ rằng là nó hỗ trợ cho nhau, nó hỗ trợ cho nhau và nó có cái sự liên tục. Nếu chúng ta không làm một, không phải là chúng ta cứ làm cho tích cực, cho nỗ lực, rồi cho cực lực ở trong cái đời sống này, rồi xong 10 ngày nửa tháng thì chúng ta bỏ về, chúng ta buông xuôi hết tất cả. Thiền tập chúng ta cũng không thiền tập, giữ giới chúng ta cũng không giữ giới, thì e rằng khi mà chúng ta quay trở lại để chúng ta hành thiền thì chúng ta làm những cái điều đó nó hơi khó. Bắt đầu chúng ta làm lại từ đầu. Mà cuộc tu á, thì nó phải có cái đòi hỏi chúng ta phải có sự liên tục. Và nhờ cái sự liên tục đó thì mình mới có cái sự thuần thục được. Còn nếu như chúng ta không có cái sự liên tục đó thì chúng ta đòi hỏi trong một nửa tháng hoặc là 10 ngày hoặc một tháng mà biểu bảo là chúng ta có cái sự thuần thục hay là có cái kết quả tốt trong đời sống thiền tập của mình thì chúng tôi nghĩ là khó. Như vậy thì tu tập, tu thiền hay là tu bát quan, chúng tôi nghĩ rằng giới, định và tuệ thì mình cũng cần phải trau dồi ở trong mọi trường hợp, ở trong mọi lúc, mọi thời điểm. Thì khi mà mình có được cái sự tập cho mình thì mình dù là như thế nào thì nó dễ có cái kết quả hơn. Nó có dễ có cái mình có sự thuần thục thì mình vô mình tu thiền nó có dễ có cái kết quả tốt đẹp hơn, do cái việc mà mình đã có cái sự thuần thục. Như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng ngay cả không nhất thiết là mình phải vô trường thiền để mà mình tu bát quan, không đâu. Mình ở nhà cũng vậy, mình tập cho mình. Rồi thiền tập cũng vậy, mình có thời gian thì mình nên tập cho cái thời gian mình có cái sự thuần thục tu tập ở trong thiền. Rồi khi mà mình đến trường thiền mình tu tập thì chúng tôi nghĩ rằng nó có cái sự dễ dàng cho mình hơn. Và là do mình đã quân tập, đã làm như vậy rồi nó trở thành những cái sự thuần thục ở trong đời sống. Cho nên rằng nếu mà nói rằng một người cư sĩ mà đến để tu thiền thì điều đó chúng tôi nghĩ rằng cũng đáng khuyến khích, cũng đáng tán thán. Bởi vì người ta còn dành được cái thời gian để đến để mà hành thiền, để mà tu bát quan, tu giữ giới, hành trì giới, định tuệ ở trong đời sống đó, mà biểu rằng có cái kết quả thì chúng tôi nghĩ rằng nó cũng khó. Mình phải có những cái sự thuần thục liên tục. Và khi mà có cái sự thuần thục liên tục như vậy đó thì khi mà mình hành thiền thì nó mới có được cái kết quả ở trong đời sống tu hành của mình. Cho nên ở đây con nghĩ rằng đối với các cái bậc xuất gia, không có sự ràng buộc của gia đình, không ràng buộc sự nghiệp đời sống, không có ràng buộc với sự nghiệp đời sống. Cho nên nếu mà quyết tâm thì cái việc tu tập của mình nó vẫn có cái sự lợi lạc, vẫn có cái sự an lạc hơn, có sự dễ dàng thuận lợi hơn ở trong đời sống tu hành. Nhưng mà nói như vậy thì không lẽ rồi ai cũng xuất gia được hết, rồi là nói như vậy không lẽ rồi chỉ có những bậc xuất gia mới tu thiền mà người cư sĩ không được tu thiền. Cho nên là do cái tâm của mình. Trong mọi hoàn cảnh, dù là mình là người cư sĩ hay là hoàn cảnh ra sao, miễn cái tâm mình biết từ khước, biết diễn ly, biết tránh xa, rồi biết chuyên tâm cho cái việc trao dồi cái đời sống tu hành của mình, thì khi mà mình bước chân vào trường thiền mình đã có những cái sự tương đối là thuần thục. Rồi do mượn vào cái môi trường đó mà mình hành thiền, nó có dễ dàng có cái sự kết quả hơn. Thì đây là cái ý kiến mà con xin được trả lời qua cái câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu. Con kính thỉnh Hòa Thượng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Gia. Sa thú, đúng ra thì định thỉnh Thầy Học Tân đi nghỉ sau cái câu thảo luận vừa rồi.
Nhưng mà Thọ Tân có điểm này chúng ta thử nói thêm một chút, mong Thượng Tọa hoan hỷ đó, là có nhiều việc liên quan đến nghề nghiệp ngày nay đó, nó phải là tạ mạng, nhưng mà nó có một vài cái khía cạnh mà chúng ta tạm gọi là, chúng ta có thể nói là rất là tiêu cực. Thí dụ như bây giờ người ta có cái quán cà phê, như là cà phê Starbucks chẳng hạn, cà phê Trung Nguyên. Bây giờ mình lập quán cà phê khác, thì dĩ nhiên khi mình lập ra mình có cái sự cạnh tranh. Cạnh tranh đôi khi cạnh tranh lớn, cạnh tranh nhỏ. Ví dụ như đầu đường có cái quán cà phê, mình lập ra cuối đường quán cà phê, thì cạnh tranh. Và nếu mình làm không tốt thì mình dẹp tiệm, mà mình làm tốt thì khiến cho người ta mất khách, tạm dẹp tiệm. Thì cái sự cạnh tranh trong thương mại đó có được tính là một sự tà mạng không? Bây giờ đó có chuyện khác nữa là có nhiều khi nó không hại tới người ta, nhưng mà nó hại tới môi sinh. Ví dụ như ngày hôm nay ai cũng biết là mình làm công việc sản xuất plastic á, cái plastic nhiều á là nó hại tới môi sinh. Người ta khuyến khích mình giảm bớt dùng plastic. Nhưng bây giờ mình làm mở cái tiệm ra để chuyên môn sản xuất bao ni lông, tức là plastic á, thì nó ảnh hưởng tới môi sinh á. Như vậy nó có tính là tà mạng hay không? Hay hoặc giả là chúng ta có cái phương diện khác về nghề nghiệp, đó là bây giờ như ở Mỹ á, mình chắc ở Việt Nam trong tương lai cũng như vậy, là cũng công việc đó của hãng mà mình mướn 15 người thì người ta sẽ đi làm đúng giờ, về đúng giờ, nhưng mà mình phải trả 15 cái bảo hiểm sức khỏe, 15 cái loại thuế về nhân viên khác nhau. Nhưng mà mình có thể cắt giảm cái chi phí bằng cách là thay vì mình mướn 15 thì mình mướn 10 người thôi. 10 người thì đóng bảo hiểm sức khỏe chỉ cho 10 người. Nhưng mà những người 10 ngày người này đó họ phải làm việc nhiều giờ thêm, làm việc với cái công việc của 15 người. Tức là mình nói một cách khác là nó hơi bóc lột sức lao động, nhưng mà cái người chủ có lợi nhiều hơn. Thì cái chuyện mà bóc lột sức lao động hay là ảnh hưởng môi trường sinh thái hoặc giả là cạnh tranh đó, nó có được tính vào cái là tà mạng của chánh mạng theo Phật pháp không? Xin thỉnh Thượng Tọa Hợp Tân Quan Hỷ chia sẻ một vài suy lưu của Thượng Tọa về điểm này. Dạ, con xin trả lời theo cái suy nghĩ của con á. Bây giờ nếu mà đi ra để cạnh tranh, nếu mà mình cạnh, ta gọi là lạnh cạnh tranh, mà gọi là thí dụ như bây giờ trong cái thương trường mình buôn bán, theo con suy nghĩ đó, mình buôn bán thì rõ ràng là ai cũng ra buôn bán cà phê, ví dụ vậy, một mặt hàng đó mình nhìn người bán, thì cái việc mà người ta bán tốt, bán giá phải chăng, thì con nghĩ rằng họ phục vụ tốt, bán tốt, giá phải chăng, cái sản phẩm mình làm ra nó vừa tốt về chất và lượng luôn á, thì con nghĩ rằng cái điều đó nó mình, khi mà mình hóng ra làm thôi, ra buôn bán thì mình phải có cạnh tranh. Mà cạnh tranh ở đây con nghĩ là cạnh tranh nó trong cái sự lành mạnh. Nếu mà mình không tiến tới được thì trong thương trường á, mình không tiến tới được thì mình sẽ bị đẩy lùi thôi. Nhà đẩy lùi. Còn cái việc mà về môi sinh môi trường đó, thì con nói cái này rồi lát nữa con cũng có cái suy nghĩ của con trả lời. Đó là về vấn đề mà sản xuất về plastic, tức là ni lông đó, thì mình biết là nó ảnh hưởng về môi trường. Nó ảnh hưởng về môi trường. Khi là ảnh hưởng môi trường thì giờ các nhà xã hội rồi các nhà về quản lý về môi trường đó, thì người ta cũng muốn là mình giảm bớt những cái điều đó, để rồi làm những cái giống như giờ người ta làm cái ống hút mà xước thì ta làm ống hút nhựa, ly nhựa, bây giờ người ta bỏ bớt những cái điều đó, người ta làm những cái sản phẩm nó bằng giấy để nó mau tiêu, mà cái giấy đó thì nó làm ra bằng rơm, bằng vỏ cây gì đó, bằng giác cây, bằng cây, họ làm ra, họ xay ra, họ làm thành những cái ly giấy, ly giấy, thì khi mà mình nó lọt xuống lòng đất á, lâu ngày thì một thời gian thì chỉ cần một thời gian ngắn thôi là nó cũng tan rã thành đất hết thôi. Còn trong khi cái ni lông nó nằm hàng mấy chục năm, cả trăm năm, mấy chục năm ở dưới nó mới tan biến được, thì nó ảnh hưởng đến môi trường, môi sinh rất là nhiều. Thì cái điều đó con nghĩ rằng mình nghĩ đến cái môi trường, nghĩ đến môi trường. Rồi hoặc là mình sản xuất bất cứ một cái gì, thì ở đây con nghĩ rằng một cái điều đó nó có hỏi là làm những cái nghề đó nó có được gọi là tà mạng không, thì con nghĩ rằng trên cái phương trị diện nào cũng vậy,
cái phương diện nào cũng vậy. Khi mà mình làm những cái nghề đó, có nghĩ rằng mình không phải là lường gạt ai, nhưng mà mình phục vụ tốt, mình làm tốt, sản phẩm mình bán nó cũng vừa phải chăng. Như là con nghĩ rằng trong kinh nói rằng một người cư sĩ đó, với bằng tay lao động chính đáng của mình thì mình thu hoạch những cái tài sản chính đáng, tài sản mà không phải là do lường gạt hay là do trộm cướp của ai. Mà ở đây đó là sự cạnh tranh, mà ta gọi là cạnh tranh lành mạnh, cạnh tranh lành mạnh. Rồi như vậy đó thì con nghĩ rằng họ không đến nỗi là sống cái gọi là sống một cái đời sống tà mạng, không có đời sống tà mạng. Nhưng mà giờ mình hiểu ở trong Phật pháp á, là như vậy. Mình làm cái việc gì mà mình nghĩ rằng có lợi cho người khác, không đến nỗi mà có tổn hại cho mình, thì cũng mình nên làm. Mà làm cái việc gì mà có hại cho người khác, dù là không hại ở hiện tại mà hại ở tương lai đó, thì mình cũng phải cần phải suy xét cái chỗ này, cần phải suy nghĩ chỗ này, cần phải có đắn đo chỗ này, để mà mình cần phải điều chỉnh. Làm cái điều đó mà có hại cho người khác thì trong kinh Phật gọi là không có nên làm, không có nên làm. Mà làm việc gì mà có lợi cho mình, có lợi cho người khác thì nên làm. Thì chúng ta hiểu rằng ở đây chúng ta không nói đến cái lợi lộc không, mà chúng ta nghĩ nên nói đến cái nhân quả, nói đến cái đạo đức. Và khi mà mình có tâm thì điều gì đó cũng giống như bây giờ, cũng đồng thời người ta cũng sản xuất cái sản phẩm đó ra. Nếu mà sản phẩm nó ảnh hưởng đến môi trường thì về lâu về dài mình thấy rằng là mình không có nên, mà mình cần phải có cái sự chuyển đổi để tránh đi. Giống như con nghe những cái thông tin này, có những cái con cá voi đó là nó nuốt những cái ni lông mà lưới chài bình tất cả những cái gì mà bằng cái plastic mà nó lọt ở trong đó rồi nó chết đó. Mình mổ ở trong cái bụng của nó ra đó, thì rất là nhiều cái sản phẩm mà gọi bằng plastic đó. Thì nhiều khi cái điều đó mình không là trực không không có giết trực tiếp, giờ không phải giết trực tiếp những cái vật như cá voi cá này ở ngoài kia ngoài biển, nhưng mà rõ ràng là do mình xả những cái chất thải đó ra, tức là bằng plastic đó mà cá voi nó nạp vô á, nó ăn vô, nó cứ thấy là nó ăn thôi, thì mà nó không tiêu được thì nó sẽ chết. Và nhiều cái loại cá như vậy thì mình ảnh hưởng đến cái môi sinh. Dù là mình không gián tiếp, không trực tiếp, nhưng mà mình là gián tiếp. Cái đó là nhiều khi mình làm có hại cho người khác thì mình cũng nên tránh. Có hại thì mình cũng nên tránh. Thì ở đây con theo con suy nghĩ đó, thì sống như vậy thì cũng không phải là tà mạng. Không phải là tà mạng. Nhưng mà mình làm những cái nghề đó thì cũng không phải là tà mạng. Nhưng mà nhiều khi đó là như trong kinh nói đó, là mình làm việc gì mà có lợi cho mình, có lợi cho người khác thì mình nên làm. Mình làm điều gì mà có lợi cho mình mà có làm tổn hại người khác thì mình cũng không nên làm. Thì đây là cái ý con xin được chia sẻ qua cái câu hỏi của Hòa Thượng vừa nêu đó. Theo cái nghĩ của con, con kính thỉnh Hòa Thượng trở lại để bổ túc thêm và đồng thời tổng kết, đúc kết lại cái bài học hôm nay. Dạ, kính thỉnh Hòa Thượng. Sa thú kính thỉnh từ tòa Pháp Tịch. Thưa quý vị, thật ra chi pháp nào ở trong Bát Chánh Đạo đó cũng có rất nhiều điểm tế nhị mà chúng ta cần đào sâu. Chúng tôi không có cái ý nghĩ rằng trong một buổi học như vậy mà chúng ta có thể đi sâu hết. Tuy nhiên, qua cái thảo luận của Chư Tăng á, chúng tôi rất là mong là tất cả quý Phật tử sẽ có một cái nhận định rằng những điều được Đức Phật dạy trong Bát Chánh Đạo không phải đơn giản mà chúng ta hiểu được qua ngôn từ hay hiểu được trong một vài câu nói, mà chúng ta phải suy ngẫm rất là nhiều, đặc biệt là khi áp dụng thực tế vào đời sống của chúng ta. Thì mong rằng cái cố gắng của Chư Tăng sẽ làm lại cái lợi lạc cho quý Phật tử về phương diện này. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này, thưa quý vị, chúng ta sẽ có giáo trình tương ứng tương và vị giảng sư là Thượng tọa Tây Nguyên. Kính đại lễ Chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai.
Con tu nữ Như Pháp cùng đại chúng trong room thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng đã biên soạn, giảng giải và đúc kết bài học ngày hôm nay để chúng con được lợi sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài. sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy những con xin sám hối. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tuân kỷ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớp để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thượng lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Đại kết